Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube Cà phê Radio Beat Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn Chuyện ngắn trinh thám mang tựa đề Lê Phong Thám Tử Của tác giả Thế Lữ dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của chuyện ngắn trinh thám này Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ nhất Chương 1 Người Phải Chết trời lạnh nhưng nắng giáo Ánh mặt trời buổi sáng tươi cười Gội xuống những trọn lá cây thu Tươi cười chiếu lên các mặt tường cao lộng lẫy Bút ve màu áo của những cô nhan sắc đi cạnh những cậu lịch sử Và soi lấp loáng những xe hơi tối tân đang đấu ở trước đông dương đại học đường Lớp sinh cơ nghiêm trang yên lặng này hôm đó bỗng như nhuộm màu trai trẻ một người thiếu niên ăn mặc trải chút quần áo xám Đầu trần mượt lắng Tay đeo một chiếc máy ảnh con thét nhỏ Nhanh nhẹn bước lên thềm Chàng ta vui vẻ chào bọn người đứng tụ họp ở bên cửa chính Nhẹ nhàng len qua mấy bọn người khác Lúc vào tới phòng đợi Một cái phòng trống trơn rất cao và rất rộng Chàng ta đứng cái vào bên phải là cửa giảng đường Hai tay so vào nhau ra chiều thích ý Người thiếu niên lẩm bẩm Mình đã tưởng đến muộn thế mà chưa có gì Ngoắt quay ra chẳng ta nhìn thấy mấy ông giáo sư Mặc áo rộng đen bằng đôi mắt kính cận Nhưng hơi có vẻ danh mãnh khôi hài Rồi lại nhìn mấy người sinh viên trường y đứng gần đấy Họ đạo mạo trong bộ lễ phục mới Và khớp khởi sự sùng như mấy chú rể đến nhà tân nhân Đó là mấy ông y khoa bác sĩ mới đỗ kỳ vừa rồi Những tiếng nói chuyện vang lên câu chuyện phần nhiều nói về cuộc phát bằng long trọng đầu tiên ở nước Việt Nam về bài luận án rất có giá trị của Trần Thế Đoàn, một người đô đầu y khoa bác sĩ. Mấy người trong đây trong đó tỏ ý ngạc nhiên. Gần 9 giờ rồi, mà này, anh có thấy đoàn đâu không? Không, có lẽ chưa đến. Sao bây giờ chưa đến nhỉ? Anh này có vẻ một danh nhân muốn cho mọi người chờ đợi mình. Mấy tiếng cười lanh lành ở gần đó Người thiếu niên chú ý thấy một cô thiếu nữ đang đọc tấm bảng ít tên những nhà tân khoa Trần Thế Đoàn, cái tên nghe lạ nhỉ? Rồi có hỏi một người bên cạnh Người thế nào, anh có biết không? Biết, người còn trẻ lắm, giỏi trai nữa Anh Đoàn không có vẻ một nhà thông thái như các cô tưởng đâu Thế chúng tôi tưởng thế nào? Anh chỉ hay nói mò Một nhà thông thái cũng như người thường chứ sao Mà nhà thông thái bây giờ có lẽ lại lịch sự hơn các anh nữa nhưng không để ý đến vẻ náo động ấy Người thiếu nhân cứ đi đi lại lại một cách lơ đắng Thỉnh thoảng đứng lại biên mới chứa lên một cuốn sổ tay Rồi lại thản nhân lững thững đi trong phòng như đi giữa chỗ vắng Tuy vậy ai nhận kỹ cũng thấy đôi mắt anh ta vẫn tinh nhanh Và quan sát từng cử chỉ của mọi người Quan sát rất chóng nhưng rất chú đáo Nét mặt linh động với cái miệng mím lại Chốc chốc thoáng qua một nụ cười tỏ ra Anh đừng nghĩ đến một chuyện gì Mà chuyện ấy hẳn là vui lắm Đi tới cạnh bọn phóng viên, họ đến để làm bài tường thuật, người thiếu niên bỗng trông ra ngoài đường, vẻ mặt sáng hẳn lên rồi vội vã như có việc khẩn cấp vô cùng, anh chàng chạy ra cửa, ở đó, người ta đang dồn lại bắt tay một người mới đến, hấp tấp và lúng túng trong bộ smoking mới may. Người thiếu niên đến trước mặt người kia lễ phép nói: "Thưa ông, nếu tôi không nhầm, ông chính là ông Trần Thế Đoàn." Người mặc smoking nhã nhặn thưa: "Vâng, chính tôi." Còn những 3 phút nữa mới mở cuộc phát bằng Vậy tôi xin ông 3 phút ấy Nhưng Ông đừng từ chối Ông toàn quyền chưa đến Tôi có một việc rất quan trọng muốn thưa với ông Rồi dìu đoàn vào một góc tường Người tiếu niên mỉm cười rút sổ tay Đưa mắt nhìn đoàn và nói Xin ông thứ lỗi cho Tôi biết ông vội lắm Nhưng ông còn đủ thời giờ Tôi là một người đi nhặt tin cho báo thời thế Và muốn phỏng vấn ông ở đây Đoàn có vẻ ngạc nhiên và tỏ ý khó chịu Ông phỏng vấn tôi Vâng tôi biết ông vẫn khiêm tốn Ông cũng ưa việc vô ích ấy Và không nhận cho ai phỏng vấn bao giờ Nhưng báo thời tế là một báo đứng đắn Rất xứng đáng được truyền những lời quý hóa Của một nhà thông thái của quốc dân Không để đoàn ngắt lời Người thiếu niên lại nói Và lại cuộc phỏng vấn sẽ rất nhanh chóng Hai phút là cùng Tôi sẽ đề tựa là cuộc phỏng vấn vội vàng Hai phút với bác sĩ đoàn Tác giả tập luận án về những ánh sáng Trong sự kinh nghiệm của y học Đông Dương Thưa ông, những điều dẫn chứng trong y lý đó là do sách Tây Dịch hay ông đọc trong nguyên bản Giọng nói thành thực vào đấy mắt vui vẻ của người thiếu niên Khiến bác sĩ đoàn không nỡ cự tuyệt, đoàn ôn tồn đáp Tôi đọc toàn là các sách đầu Tôi cũng đoán thế, nhưng chữ nho ông mới học Ngày trước kia ông đã học rồi Trần Thế đoàn đáp Tôi tưởng điều đó có quan hệ gì Có chứ, xin ông cứ cho biết tôi cần phải khảo cứu đến các sách đầu nên mới để tâm học cẩn thận trước kia thì không đó là một điều chưa báo nào biết mà nói đến ngoài việc y học ông còn để tâm đến khoa học nào khác nữa không có chứ có vật lý học và hóa học tôi vẫn chuyên chú đến có hai khoa ấy giúp ích cho những cuộc nghiên cứu của tôi sau này rất nhiều nhưng bây giờ hết giờ rồi nếu ông muốn tôi xin đáp sau khi về nhà người thiếu niên bỗng hỏi một câu đột nhiên lúc nãy ông ở nhà viết một bức thư dài phải không ông cần viết đến nỗi chút nữa thì lỡ mất một việc quan trọng là hôm nay có việc phát bằng long trọng đoàn kinh ngạc nhìn người thiếu niên thì anh ta tiếp mà lại vừa nhận được một bức thư lạ một bức thư làm cho ông bối rối có phải không vẻ kinh ngạc của đoàn lại càng rõ rệt nhưng người thiếu niên cứ bình tĩnh nói tiếng ngạ thấp có ý chỉ riêng đoàn nghe thưa ông bức thư ấy nói những gì xin ông cho biết bây giờ đoàn mới chấn định được tâm trí hỏi lại người thiếu niên những điều ấy có liên lạc gì với việc ông phỏng vấn tôi vâng không có gì liên lạc hay chỉ liên lạc ít tôi nhưng đó là điều rất quan hệ thưa ông trần thế đoàn xin ông nghe tôi và trả lời cho tôi rành mạch ông có những kẻ thù gây gớm toan hại ông những kẻ thù ấy ông có biết không và nếu biết ông có rõ được một chút gì về mưu mô của bọn họ không Đoàn lúc ấy lại nhìn người thiếu niên một cách rất kỳ dị, chưa kịp đáp thì anh ta lại nói: "Xin ông cho biết đó là những điều cực kỳ quan trọng vì" Đoàn bỗng hỏi: "Nhưng ông là ai?" "Tôi là phóng viên báo thời thế." "Vâng, nhưng là người tên ông là gì?" "Tên tôi là Lê Phong và là người rất có cảm tình với ông." "Ông Lê Phong, tôi rất biết tiếng ông." Tôi định đến thăm ông để hỏi những việc riêng và cần ông giúp Lê Phong đáp Càng hay với những việc riêng ấy chính lúc này là lúc ông nên nói ra Không, tôi không nói ở đây được Xin mời ông lại chơi nhà hay chốc nữa ra Tôi sẽ xin đến báo thời thế Bây giờ... Bây giờ gần đến giờ rồi, xin lỗi ông À mà tại sao ông biết... Biết cái gì kia? Biết các điều ông hỏi tôi Ông biết từ bao giờ? Vừa rồi Vâng, vết mực cả ngón tay ông Ông viết bức thư dài Ông chưa kịp giở tay và đến muộn Còn bức thư mới nhận được Ông nhét nó vào túi áo cũng vội vã đến nỗi Để tôi trông thấy mé phong bị nhô lên Còn về những kẻ thù của ông Thì tôi cũng vừa mới thấy Trong lúc tôi nói chuyện với ông Tôi vẫn để ý đến hai người lạ mặt Đứng cách đây ngót mười thước Và nhìn ông một cách hành học không biết ngần nào Chúng lẫn xa rồi Nhưng tôi vẫn nhận được Một người ăn vận quần áo tím thẫm Đeo kính trắng Quấn phụ là tuy trời không rét lắm Còn người kia thì dẫu hoa mặc quần áo màu cho cao lớn và cụt một tay Đoàn sẽ kêu lên một tiếng Trời, người cụt tay Vâng, cụt tay trái Tay ấn thọc luôn vào túi Nhưng tôi vẫn chú ý nên không giấu được tôi Đoàn nhắc đi nhắc lại Người cụt tay Trời ơi, tôi hiểu rồi Suốt mấy ngày nay khi ở trường ra Khi sắp bước vào nhà khi đi xem chiếu bóng hay ở hiệu cao lâu Lúc nào cũng vậy Ở đâu cũng vậy Tôi thường gặp hắn Tôi cũng chú ý đến cái tay cụt ấy Nhưng tôi không ngờ gì Đến bây giờ Mặt đoàn tái xanh đi Chàng hốt toàn nhìn ra Không trả lời những tiếng chào hỏi Của những người bạn qua đấy như trước nữa Chàng đột nhiên nắm lấy tay của Lê Phong Ông Lê Phong Nếu vậy thì tính mạng tôi nguy mất Tính mệnh tôi nguy thật Ông Tôi nhờ ông tìm giúp kẻ thù tôi nhé Ông ngăn cản hộ Tôi biết chỉ ông ngăn cản nổi Giọng nói mỗi lúc một thêm van nỉ Vâng xin ông giúp tôi Ờ ông cứu tôi Trời đến lúc này Việc tôi sắp thành kết quả gần thấy rồi Mà hôm nay là một ngày quan trọng trong đời tôi Nhưng tôi cũng không được vui mấy Thế ra ông biết cách hành động của kẻ thù đã lâu Tôi biết gì Có lẽ tôi ngờ thôi Tôi vẫn ngờ rằng có kẻ muốn hại tôi nhưng mãi hôm nay, mãi lúc này tôi mới biết rõ Thế sau ông không đi trình sở liêm phóng Tôi cũng định thế Nhưng xét ra có điều bất tiệt Ông Lê Phong Ông tìm ra nhé Ông đi bắt ngay hai đứa nhé Tôi đến điên cuồng lên mất Lê Phong ôn tồn nói Đi bắt tôi chỉ là nhà báo Và lại chúng nó không ở đây nữa Chúng hẳn tránh xa rồi Ông chắc không Lê Phong toan trả lời Tôi đoán thế Nhưng muốn ăn nổi đoàn Anh ta nói chắc, Nhưng ông vẫn phải đề phòng cẩn thận Bây giờ xin ông cứ yên tâm vào giảng đường Vì hình như đến giờ rồi À quên, ông đứng lại để tôi chụp ông bức ảnh Bấm xong bức ảnh Lê Phong bắt tay người thiếu niên bác sĩ Lúc đó vừa có người ra gọi Rồi lớn tứng đến ngồi lên một cái ghế dài gần cửa Cầm cụi viết lên cuốn sổ tay Anh ta vừa biết được cái đầu đề Một cuộc phỏng vấn vội vàng Mấy phút cùng thiếu niên bác sĩ Trần Thế Đoàn Một nhà thông thái kỳ dị Bỗng đập tay xuống ghế chép miệng Ồ, ngốc chưa, bội gì thì vội, nhưng quên không xem bức thư lạ lùng kia thì ngu thực. Ngâm nghĩ một lát, lấy đồng hồ xem, Lê Phong toàn đứng dậy, nhưng vẫn ngồi yên. Anh tặc lưỡi một cái rồi viết rất nhanh, vừa viết vừa đứa mắt nhìn mấy người đến chậm vội vã bước vào giảng đường. Lúc bốn trang giấy nhỏ đã đầy chữ, Lê Phong bước ra ngoài, đến bên một người ngất xe đạp đợi ở vệ đường, đưa cái tin mới mẻ ở sổ tay ra cho hắn và dặn. Anh về ngay tòa báo Bảo sửa qua bài tôi viết rồi đăng ngay Cần lắm Trang nhất đầu đề rất to Mau lên cho kịp số hôm nay Rồi quay ngoắt vào Anh lầm bẩm một cách rất sung sướng Nào Lê Phong đem mất sức trí ra Câu chuyện không đến nỗi tầm thường lắm Sắp bước lên thang Để vào chỗ dành riêng cho các phóng viên Lê Phong chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ rơi dưới đất Anh nhặt lên và bớt ra kêu lên một tiếng xe xe Ồ lạ chưa trên mảnh giấy có mấy hàng chữ này Lối chữ in hoa vạch bằng bút chỉ Lê Phong Anh coi chừng đó Đừng dúng tay vào việc này mà mang họa Hôm nay Trần Thế Đoàn phải chết Nhưng anh không được tìm Được hiểu, được trông thấy, nghe thấy một điều gì Chương ngay, Người thiếu nữ kỳ dị Lê Phong đọc lại mảnh giấy Anh ta cho mày ngẫm nghĩ một lát Đôi mắt đen láy có vẻ sắc sảo lạ thường <laughs> Một bức thư đe dọa Hay lắm câu chuyện với đoàn Cái trường hợp kỳ dị vừa rồi Làm kích động tâm trí người thiếu niên Lê Phong cảm thấy cái nguy hiểm Đoán thấy những việc gian ác gây gớm sắp xảy tới Và tên lòng sôi nổi lên Ngay trong giây phút đó Cả một chuyện bí mật diễn qua trí tưởng tượng của Lê Phong Anh nóng gian cả người lên lẩm bẩm nói một mình Trời Ta biết lấy gì cảm ơn sự tình cờ Nó làm cho ta được gặp việc này Một người bác sĩ giỏi nhất nước Nam Lại là một người có không biết bao nhiêu chuyện kín có bao nhiêu sự nguy hiểm nó vây bọc rồi còn phải chết nữa chết ngay bây giờ trong giữa lúc đường thấy cảnh rực rỡ nhất đời cái câu hôm nay trần thế đoàn phải chết ta cầm trong tay đây thực là những lời viết bằng máu không không thể là một việc mơ hồ được vẻ lo sợ của đoàn cái dáng điệu bối rối hai người lạ mặt trong đó vẫn có một người theo đuổi đoàn một người mà đoàn nghe nói đến đã khiếp sợ bằng ấy điều đủ bảo cho ta biết sẽ có những việc dị thường với lại bức thư đe dọa này nữa Bức thư như khiêu khích ta Như thách thức ta Lê Phong à Mỹ thực là một tay phóng viên có diễm phúc Cái chàng diễn thuyết cho mình nghe ấy Lê Phong nói lên một cách sôi nổi Và khiêu khách như người diễn kịch Không bao giờ anh nhiều lời đến thế Nhất là không bao giờ anh lại văn hoa đến thế Anh còn lẩm bẩm nói nữa Nói mãi Hình như những tiếng thao thao ở miệng anh Mỗi lúc một thêm nhậu ra trong lúc đó thì đôi mắt linh hoạt vẫn không bỏ sót một vật gì quanh mình cái phòng rộng thênh thang lúc đó không có qua một người nào nhưng lê phong hình như cố ý cho người ta trông thấy cử chỉ của mình cố ý cho người ta biết rằng anh đương toan tính đột nhiên lê phong ngừng lại anh vẫn giữ nguyên cái cử chỉ lúc nãy anh vẫn cầm mảnh giấy nhỏ cái đầu vẫn cúi nhưng mắt không rời cái cánh cửa trái ở bên kia lối bước vào sân trong trong mắt kính mở anh như thấy bóng một người đứng ngoài đang dình anh và tay cầm một vật mà anh chưa thể nhận được rõ lê Phong nghĩ bụng trong này không tốt hơn ngoài kia mấy ta trông thấy được bóng nó thì nó trông thấy bóng ta nó và ta tuy cách tường nhưng nhờ có cửa kính phản chiếu nên dình được nhau vậy thì nó là ai sao nó lại dò xét ta rồi không nghĩ ngợi thêm anh nhất vội mảnh giấy vào túi ra tầng bước lên thang gác rồi thoát một cái nhảy ra Lê Phong sững sờ đứng lặng, ngơ nghịu không biết chừng nào. Vì người đứng bên ngoài, người mà anh tưởng đừng chú ý dình anh chỉ là một cô thiếu nữ áo à. Cô ta lúc ấy đứng ở bao lơn bên lối xuống sân tennis, tay cầm một cái máy ảnh nhỏ hình như mới chụp xong. Thấy Lê Phong đột ngột hiện ra, vẻ mặt đổi hẳn đi. Cô ta ngạc nhiên và hơi mỉm cười như chế giễu. Lê Phong ấp úng. Thưa cô. Thì người thiếu nữ dương đôi mắt đẹp Dương đôi mày kẻ dứt tanh lên nhìn anh ta khiến lê phong bối rối không nói được gì nữa cô ta tinh quái xe rẽ hỏi lại thưa ông ạ à, lê phong nhận biết vẻ lố bịch của mình cố trấn tinh lại rồi hỏi thưa cô cô đứng đây một mình miệng cười của người thương nữ lại cho anh thấy rõ câu hỏi kỳ khôi của anh là vô nghĩa lý lê phong vội chữa nghĩa là tôi muốn hỏi cô có thấy người nào đứng đợi tôi ở đây nếu tôi thấy thì ông không thấy được sao Mà đứng đợi ông ở đây Ông hẳn có nhiều người đứng đợi nhỉ Lê Phong khó chịu về câu nói giọng mỉa mai Nhưng anh không thể nào không thầm khen Cái nhan sắc đảm tắm tươi trẻ của người thiếu nữ Thứ nhan sắc tuyệt mỹ cao quý Khiến cho người ta chỉ trông thấy lát Cũng không đời nào quên Anh ta muốn nói lên một câu gì Nhưng không tìm được lời nào hết Mà người thiếu nữ thì vẫn yên lặng nhìn anh không chớp Trên cặp môi, trong đôi mắt Trên cả nét mặt yêu kiểu Phong thấy có vẻ tinh danh ngạo nghễ Làm cho anh càng bối rối thêm Trời ơi con người tình tứ làm sao Anh nghĩ thế rồi toan lại gần Lấy cứ xem cái máy ảnh của cô cầm ở tay Để hỏi mấy câu Nhưng người tú nữ đã quay vào Đi qua trước mặt anh và toan toát bước vào giảng đường Lê Phong mím môi Nắm tay tự đấm vào vai mình một cái Từ giờ thì chừa nhé Mồm miệng để đâu Rồi vừa giận mình vừa lầm bẩm câu Đồ tôi Mình thực là đồ tôi anh vội vã bước lên thang gắt Vào chỗ ngồi của nhà báo Đưa mắt nhìn khắp giảng đường một chút Cố ý tìm người thiếu nữ Nhưng không thấy Ngâm nghĩ nửa phút rồi ngồi xuống ghế mỉm cười nói Được Có ngày ta sẽ gặp nhau Bây giờ đã hơn 10 giờ Công chúng trong giảng đường Trên những ngàn ghế bắc thành từng bậc thấp dần Đang yên lặng nghe bài diễn văn Của các vị giáo sư ngồi ở mấy hàng ghế đối diện Lúc đó đến lượt ông giám đốc trưởng y Đứng lên nói ông thuật lại những công nghiệp của các thiếu niên bác sĩ và ngợi khen họ đã đem nghị lực và tài trí ra phụng sự một khoa học cao nhất, một thứ nghệ thuật để cứu giúp nhân loại, vân vân. Lê Phong nghe bằng cái tai lơ đễnh nhất của anh, vì anh còn đứng nghĩ đến cái nghệ thuật giản tiện hơn là tìm hiểu sự liên lạc của hai việc gặp gỡ kỳ dị vừa rồi, mảnh giấy đe dọa anh bỏ dưới cầu thang với người thiếu nữ cầm máy ảnh cái nhan sắc diễm lệ hiếm có ấy cũng làm cho anh băn khoăn hồi hộp như câu chuyện kín của trần thế đoàn tại sao cùng trong một khoảng thời gian ngắn sự tình cờ dẫn đến cho anh một việc anh cho là bí mật nhất cùng một người thiếu nữ lạ lùng nhất mấy lời hăm dọa trong mảnh giấy kia thoạt tiên anh cho là kẻ thù của đoàn viết nhưng theo một thứ cảm giác mới lạ và theo luận lý của những trường hợp lúc đó anh lại ngờ là chính mảnh giấy của người thiếu nữ anh giơ mảnh giấy ra coi chữ vạch từng nét thoáng theo lối chữ in hoa nhưng vạch bằng thứ bút chì mái nhỏ và có cạnh mảnh giấy lúc viết đặt lên một vật màu gần gợn như những tấm da đen vẫn làm bìa sách hay ví tiền của đàn bà anh chợt nghĩ đến cái ví đầm mà người con gái đặt ở bờ lan can lê phòng kinh ngạc tự hỏi nhưng chính cô ta hăm dọa mình ư chính cô ta là cái thù gây gớm táo tợn đến thế ư ồ có lẽ nào thế còn hai tên lạ mặt kia đồng đảng của cô ta chăng Người chân tay của cô ta Hay người sai khiến của cô ta Bằng ấy câu làm cho chín Lê Phong Dối tung lên như mớ chỉ lộn Anh cố chấn tinh lại Cố sắp đặt tư tưởng cho nó thứ tự và nghĩ thầm Việc đó sau này sẽ tìm ra Điều cần nhất bây giờ là mở hết sức mắt ra mà trông Mà tìm xem trong bọn người kia Trong bao nhiêu công chúng đến dự lễ phát bằng trong bọn giáo sư với trong đám bạn hữu ngồi với đoàn ở phía tường trong cùng kia Ai là người có thể ám sát đoàn giữa lúc này được Lê Phong chăm chú quan sát một lúc rất lâu rồi kết luận Công chúng họ ngồi rất xa Trong đám ấy kẻ nào muốn giết đoàn tất phải đến gần dùng súng lục bắn Hai điều đó cũng không thể làm được Trừ phi hung thủ chịu hy sinh tính mệnh của mình Các giáo sư Lê Phong lắc đầu Người ta dẫu là kẻ thù của học trò Cũng không chọn lúc này để hạ thủ Không, không sợ các ông này còn các bạn hữu của đoàn đáng ngờ hơn nhưng xem ra ông nào cũng tưởng đến sự tình bằng hữu và lại ta không thấy họ có một cử chỉ nào khác lạ hết không mặc dầu bức thư kia đoàn chưa chết bây giờ được lúc đó đoàn ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế dựa áp tường phía tay phải các giáo sư lê phòng trông gió vẻ bình tĩnh của đoàn nhưng anh ái ngại lắc đầu bình tĩnh ngoài mặt thôi trong lòng ông ta bây giờ thực đủ các điều lo sợ nhận thấy trong dàn đường chốc chốc lại chớp lẻ vì ánh sáng của bọn thợ ảnh lê phong cũng giơ máy ảnh ngắm trước rồi đợi những lần chớp khác để chụp mấy bức ảnh in kèm bài tường thuật mà anh sẽ viết về một cuộc phát bằng bỗng nhiên anh tái hẳn mặt đi đôi mắt mở cực lớn nhìn trừng trừng vào mặt trần thế đoàn hai tay cầm máy ảnh của anh run bật lên như người bị xúc cảm một cách phi thường miệng xe xé kêu trời ơi trời ơi có ai ngờ làm cho mấy người ngồi gần cũng nhìn theo phía anh nhìn phải lấy làm lạ lê phong vẫn lẩm bẩm chậm mất rồi mình có ngờ đâu mọi người hỏi gì thế lê phong nói như trong giấc mơ trần thế đoàn sao chết rồi mấy người kia càng ngạc nhiên trông lại thì đoàn vẫn yên lặng ngồi yên trên ghế ồ ông nói gì lạ vậy vừa tìm lối len ra cửa lê phong vừa đáp Chết rồi bác sĩ đoàn bị ám sát rồi Như một thằng điên Lê Phong chạy ra ngoài Đâm bộ xuống cầu thang Rẽ sang tay phải Mở cửa chính giảng đường Cố lên có mấy người cảnh sát Tây Họ cản đánh ta lại Ngay lúc đó Một chàng vỗ tay dữ dội hoan hô Cái tên nhà thiếu niên bác sĩ Mà ông giám đốc vừa đọc tới Rồi một câu nghiêm trang trình trọng sướng lên Ông Trần Thế Đoàn Trường Đại học Đông Dương Xin tặng ông bằng y khoa bác sĩ Tiếng vỗ tay lại gian lên lần nữa Nhưng trái với điều mọi người trông đợi Đoàn vẫn không đứng dậy, không nhúc nhích Ngồi chơi như bức tượng Chết rồi, bị ám sát rồi Lê Phong nói câu đó một cách tuyệt vọng Rồi bỗng chừng chừng nhìn về mọi phía Anh vừa thoáng thấy bóng người thiếu nữ Đang tìm cách lẻn ra Trong giảng đường Nhất là gần chỗ các giáo sư Người ta xôn xao lên ai cũng nhìn dồn về phía đoàn ngồi một vài người đứng lên những tiếng hỏi nhau những tiếng đáp lại với những tiếng ngạc nhiên mỗi lúc một thêm nhiều mọi người ngồi yên tiếng quát của viên giám thị tạm dẹp đường sự náo động một lát lúc ông hiệu trưởng nhận ra rằng trần thế đoàn đã chết thực thì tiếng ngồn nào lại nổi lên bọn sinh viên với những người ngồi xem đều dần dần đứng dậy cả các viên chức sở cảnh sát sở liêm phóng cố giữ lại trật tự cũng không được người ta kinh dị nhắc lại câu mà lê phong nói trước nhất chết rồi đoàn chết rồi thoạt tiên lê phong muốn xông vào nhưng người ta chen nhau chật cả lối đi anh đành đứng lại nép vào một phía cửa đợi cho người tu nữ bước ra anh nhận ra rằng trước cô ngồi lần vào đám phụ nữ ở đầu hàng ghế thứ tư chỗ ấy ở phía giảng đường và cách bọn tân khoa chừng hai chục thước lê phong lúc này không tìm thấy người tu nữ có lẽ vì cô ta cố ý không để anh trông thấy và chỗ của phóng viên ngồi hơi khuất và xa một tay người tiêu nữ vẫn cầm cái ví đầm con màu phớt xanh và tay kia Cái máy ảnh lại trông khắp dẳng đường một lượt Mặt có vẻ bối rối lưỡng lự một lát rồi bước ra ngoài Lê Phong chạy theo liền Người tiêu nữ thoăn thoát đi về phía cầu thang Trực bước lên nhưng biết có người theo Cô liền chạy thẳng ra phía cửa sau Rẽ xuống sân Ngoắt về tay trái qua nhà người khác Rồi toàn ra khỏi cái cổng riêng của các sinh viên Vẫn ra vào thường ngày Lê Phong tiến lên rất nhanh Nhưng ăn ngữ trước mặt cô ta Rồi đừng đột nói Tôi hỏi câu này không phải Thì người tiêu nữ yên lặng trả lời Ông hỏi câu nào bây giờ cũng không phải Một cái án mạng xảy ra Một cách rất lạ Một việc rất quan trọng trong trường cao đẳng Mà ông là người làm báo Phận sự của ông là ở đó Sao ông lại theo hỏi một người đàn bà Lê Phong đáp liền Vì người đàn bà ấy là Lê Phong muốn nói là người khả nghi Nhưng anh đổi tiếng ngay Là một người có những cử chỉ lạ lùng Tôi muốn hỏi cho biết rõ hơn Tôi thấy lạ hơn việc án mạng Người thiếu nữ cất tiếng cười giòn Miệng cười tươi phô ra hai hàm răng nhỏ và trắng đuột Lê Phong nghiêm sắc mặt lại Thưa cô tôi tưởng lúc này cười không phải dịp Ồ thế ra ông muốn tôi khóc Không nhưng Nhưng ông cấm tôi cười Người ta cấm một người thiếu nữ cười Chỉ vì người ta là một nhà phóng viên Mà nhà phóng viên đạo mạo Ông là phóng viên phải không Phải Lê Phong Phóng viên trinh thám Phải Thế rồi sao nữa Người thiếu nữ nghiêm nghị một cách tinh nghịch Thưa ông Lê Phong Phóng viên trinh thám Tôi xin kính chào ông Rồi ngoắc tay ra mở cổng Người thiếu nữ vừa cười Vừa bước lại gần chiếc Neva Sport Màu cho dịu Đỗ lại loi bên vệ đường Cái áo hàng thẫm trên chiếc thân kiều lệ Vừa lọt vào trong xe Thì tiếng máy bắt đầu chuyển động rất êm Một tiếng còi điện réo lên Lê Phong chỉ còn kịp trông thấy hàng CT8228 Trường 3, phóng viên và trinh thám một mình đi một chiếc xe tối tân người lại tối tân hơn miệng cười như hoa hồng nhung nở mắt hình như ngọc huyền dưới hũ nước trong anh nói bạo dạn làm sao ý vị biết chừng nào mà cũng kỳ dị biết chừng nào trời ơi sao ta lại gặp cái bóng tiên nga bí mật kia trong những trường hợp gây gớm này tại sao họ lại biết ta lại có ý ngại ta một khách qua đường ư hay là một thứ cạm bẫy lê phong vừa lớn thứng bước vừa thầm nói những câu đó những câu đẹp đẽ kiểu cách mà người thiếu niên nào cũng thường nói đến khi cảm thấy động lòng vì một nhan sắc yêu kiểu. Anh mỉm một nụ cười rất tình tứ, rất có duyên, nhưng cái duyên đó phai dần, miệng cười biến dần, nét mặt tươi sáng của anh dần dần như đám bóng mây, đôi mày mỗi lúc một trau thêm, môi mím chặt lại, mắt đăm đăm nhìn xuống đất lơ đáng như người nghĩ tận đâu đâu. Bỗng anh ngẩng lên như người tỉnh dậy. Đều bộ quả quyết, anh bắt tay lên gió và nói Lê Phong à, Đừng thở than nữa Rồi nhảy ba bước vào cửa sau trường đại học Ba bước nữa tới cửa giảng đường Nhưng ngẫm nghĩ thế nào Lê Phong lại quay ra Chạy lên cầu thang bên phải Bên phòng thư ký Gõ lên cánh cửa mấy cái rồi ngả mũ bước vào Thưa ông đây là phòng giấy trường cao đẳng phải không Người thư ký đáp Phải ông hỏi gì Tôi muốn gọi nhờ điện thoại về báo thời thế Tôi là phóng viên của nhà báo Việc cần lắm Mời ông Phóng viên cảm ơn rồi quay chuông Alo 874 SIP 874 Alo tòa soạn thời thế Lê Phong đây à Phải rồi Trường cao đẳng cần lắm gọi Văn Bình đến cho tôi dặn đây Tin sau cùng Bác sĩ Trần Thế Đoàn chết giữa lúc đang dự lễ phát bằng Phải chết Bị giết bị ám sát Phải phải vừa bị giết xong 10 giờ 45 phút Bị giết Bị giết anh cứ đăng thế An mạng rất bí mật Tôi biết rằng họ sẽ không thể tìm ra hung thủ ngay được anh phải nhớ kỹ, các báo sẽ đăng là bác sĩ chết đột nhiên. Có lẽ sở liên phóng cũng vậy, nhưng tôi biết là ám sát. Phải. Của tôi, tin của tôi, anh viết thêm rằng phóng viên của báo thời tế đang ra điều tra. Phải. Được. À, tí nữa quên. Anh đổi đầu đề bài phỏng vấn ra thế này. Cuộc phỏng vấn bội vàng. Những lời tuyên bố cuối cùng của bác sĩ Trần Thế Đoàn. Ừ, phải. Cuối cùng được càng hay. Cho in thêm bao nhiêu số nữa cũng... Ừ phải anh cứ viết đoạn đầu Khuôn hai tiếp theo tôi sẽ nói tường tận Ừ được tôi sẽ viết ngay Được được thôi chào Vừa ra khỏi cửa Lê Phong gặp một người vội vã bước tới Anh nhoảng cười và nói Chào ông Tổng Phụng Ông vẫn mạnh khỏe chứ Chào ông Lê Phong Ông Tổng Phụng đứng lại Ông này vào trạc 29-30 tuổi Mặc xám gọn ghẽ lịch sự người nhỏ nhắn nghiêm nghị nhưng dễ thương khuôn mặt xương xương về bạt thông minh và thành thực ông tùng phụng làm ở sở liêm phóng hà nội một người thiếu niên làm việc rất cẩn mẫn và minh mẫn thường gặp lê phong trong các vụ bí mật mà ông ta khám phá được rất chóng ít khi chịu trái ý kiến lê phong lê phong không bao giờ giấu những bí thuật của mình anh khéo bảy diễn những điều xét đoán của anh một cách khiêm tốn Khiến cho nhà trinh thám của Sở Liêm Phóng bao giờ cũng không bị tổn đến lòng tự ái Và thường nhất nhất theo lời chỉ dẫn của người phóng viên Tuy hai bên nhiều khi cũng không ăn ý nhau Tuy thỉnh thoảng sự ngang ngạnh nhà nghề có làm cho họ coi nhau như hai địch thủ Và tuy một đôi khi Lê Phóng có chiêu tức nhà Liêm Phóng Vì bài tường thuật lý tú hóm hình Nhưng bao giờ gặp mặt hai người cũng chào hỏi nhau một cách thực như hai người bạn thân Lần này Lê Phong cũng tươi cười một cách rất thực thà Xong đôi mắt của anh lại có vẻ danh mãnh Lê Phong hỏi Ông đi đâu mà hấp tấp thế? Thấy vẻ ung dung của người phóng viên Tổng Phụng hơi lấy làm lạ Ông ta hỏi lại Ồ vậy ra ông chưa biết Chả nhẽ ông lại chưa biết Biết gì kia Cái chết bí mật của bác sĩ Trần Thế Đoàn sao? Phải Tôi vừa đánh tin về báo xong Tôi lại biết đó là một vụ ám sát nữa ông tổng phụng trừng mắt hỏi ông bảo sao một vụ ám sát có lẽ ông lấy làm lạ tôi không lấy làm lạ tôi chỉ cho là một điều vô lý một điều vô lý ông bịa ra để nói đùa chứ có lẽ nào một việc ám sát một án mạng xảy ra trong giữa một hội lễ xảy ra trước mặt tôi không việc náo động vừa rồi không có điều gì đáng quan tâm đó chỉ là một cái chết tự nhiên chết đột nhiên đứt mạch máu trúng cảm hay một nguyên do nào khác còn ám sát ư thế hung thủ ở đâu lê phong nhìn thẳng vào mặt ông tổng phụng hơi nhách miệng một lát anh mới nói hung thủ đâu không có hay không thấy hay chưa tìm thấy đó thôi phải việc ám sát xảy ra trước mắt mọi người trước cả đôi mắt tinh tường của nhà thám tử đại tài tổng phụng nữa chính vì thế mà việc này bí mật vô cùng có lẽ ông biết rồi ông vội vã bước đến đây hẳn là để gọi điện thoại báo tin ghê gớm này đi không phải, nhưng ông chắc là bán mạng thực chứ? Chắc tự sát? Người ta không tự sát ở đây. Mà sao ông chắc chắn rằng bác sĩ Đoàn bị ám sát? Lê Phong hỏi lại. Tử thi bác sĩ Đoàn ở đâu? Ở nhà thuốc trường Cao đẳng. Xem xét cẩn thận chưa? Rồi, không có thương tích gì, viện y sĩ nói là chúng cảm, bác sĩ Đoàn vẫn là người không được khỏe mạnh luôn. Nhưng ông, ông đã khám tử thi chưa? Tôi xem qua rồi Và lại cuộc khám nghiệm bây giờ mới đơn sơ chưa biết kết quả ngay Nhưng này sao ông biết là bị ám sát Vì có người báo cho biết Ông Tổng Phụng kinh ngạc Hả có người báo cho ông biết Phải chứng cứ đây Lê Phong đưa mảnh giấy đe dọa ở dưới bậc thang cho ông Tổng Phụng xem và thuật qua hình dạng hai người lạ mặt anh thấy đứng rình đoàn. Nhưng không nói đến sự kinh ngạc của đoàn mà anh biết chính là đoàn cũng muốn giấu sở liêm phóng. Anh cũng không nói gì đến người thiếu nữ kỳ dị, chỉ kết luận một câu. Trong khi tôi nói chuyện với bác sĩ đoàn, bác sĩ vẫn khỏe mạnh như thường. Không có một triệu chứng nào có thể cho mình tin rằng sau đó không đầy một giờ đoàn bị chết được. Ông Tổng Phụng trách. Thế sao ông không cho Sở Liêm Phóng biết? Biết gì? Cái giấy này? Trước kết, tôi không sợ những lời đe dọa quá đến nỗi phải cầu cứu Sở Liêm Phóng. Còn về phần bác sĩ đoàn thì tôi cũng không ngờ rằng hung thủ dám giữ đúng lời đe dọa của chúng. Trần Thế Đoàn sẽ bị giết hôm nay. Nhưng hôm nay có thể là bây giờ, là chút nữa, là chiều, là tối, cho đến 12 giờ đêm. Vừa rồi ông cũng tin như tôi rằng bác sĩ đoàn có thể bị ám sát được. Bởi thế... Tôi tưởng rằng sớm ra thì cũng phải sau khi đoàn ra khỏi trường kẻ thù của đoàn mới hạ thủ Nhưng bác sĩ bị giết bằng cách nào mới được chứ Lê Phong đáp Cho đến lúc ông với tôi tìm ra được thì có trời mới biết Nhưng thế nào cũng tìm ra được Trước khi tìm ra cái lối giết người rất khéo của hung thủ Sau sẽ tìm ra chính hung thủ Vâng, thế nào ta cũng tìm được nếu không ông thì tôi Câu ấy nói ra bằng thứ giọng quả quyết và ngạo nghễ như thách tranh đấu Ông Tổng Phụng nhìn người phóng viên mỉm cười Vâng chính thế Nếu thực là việc án mạng Thì hung thủ sẽ bị bắt bởi tôi Lê Phong cũng cười Và bởi cuộc điều tra quả báo thời thế Trong lúc đợi đến cái ngày Mà tôi mong là tới gần đó Tôi sẽ xin phép ông đi xem qua tử thi của bác sĩ đoàn Lê Phong nói rồi quay đi Nhanh nhẹn vui vẻ như đứa trẻ con Nhưng bóng ông Tổng Phụ gọi giật lại Ông Lê Phong Tôi đây Lê Phong vừa quay trở lại vừa thầm nghĩ Lòng tự phụ của nhà nghề đấy Ông này hẳn muốn chiếm công một mình Thế nào cũng cản trở ta Quả nhiên ông Tổng Phụng nói Ông Lê Phong Bây giờ là lúc theo lời ông tôi biết đó là việc án mạng Thì tôi không thể cho phép ông tự tiện xem tử thi được Tôi rất lấy làm tiếc Nhưng luật phải thế xin ông hiểu cho Vâng tôi hiểu rồi Vậy ông sẽ đợi cuộc xem xét của tôi Tôi sẽ cho ông biết tin ngay Biết trước báo khác còn việc xem xét tử thi thì không phải là việc của tôi Vì tôi chỉ là một nhà báo Vâng tôi hiểu <laughs> Ông thông minh lắm Cảm ơn ông Lê Phong có vẻ thất vọng Bắt tay ông Tổng Phụng lần thứ hai Anh chậm chạp vừa bước xuống phòng vừa thở dài Trong lúc Tổng Phụng cũng thở dài Nhưng thở một cách khoái chí Tổng Phụng đợi cho Lê Phong đi khuất Mới vào phòng giấy trường đại học Ông đánh điện thoại ra sở liêm phóng Báo một việc không quan hệ lắm Rồi ngẫm nghĩ một lúc ông lại gọi điện thoại cho ông dự thẩm tòa án là bạn ông ông nói đến cái chết của người thiếu niên bác sĩ bằng những lời dè dặt nhưng cũng đủ làm cho ông bạn ở đầu dây bên kia phải ngạc nhiên ông cố ý cho ông bạn biết rằng cái chết đột nhiên đó là một án mạng mà không ai ngờ đến trừ có ông ông sẽ khám phá ra được lúc ra ông tổng phụng nhìn qua xuống phòng đến trước giảng đường ở đó người ta đương ồn ào bàn tán về cái chết lạ lùng của bác sĩ đoàn ông ta không chú ý lâu, rẽ sang tay phải qua sân quần của trường cao đẳng vừa đến phòng trước là chỗ để xác người thiếu niên bác sĩ. trước khi bước vào ông mời những người tấp nập đi đi lại lại trước cửa xuống cả sân đợi rồi gọi hai người ngác ngồi đó dặn cấm không ai được vào đấy. rồi trịnh trọng đạo màu ông mở cửa bước đến bên giường người chết gật đầu chào mấy người sinh viên mặc áo khán hội đứng cạnh đấy và lật tấm khăn xem lại tử thi một sinh viên lễ phép đến gần trò lên mặt và tay bác sĩ đoàn mà nói Xin ông thanh tra mật thám chú ý đến những chỗ tím ở dưới làn da xanh nhợt này Từng đốm tròn bằng đồng hào Thoạt trông thì không ai ngờ gì Nhưng xem kỹ thì đó là những triệu chứng của sự trúng độc Người chết tất uống phải một thứ thuốc độc mạnh Giết người một cách nhanh chóng ghê gớm Thứ thuốc độc ngấm vào máu Nên người chết chưa chắc đã phải chịu đau lâu Nhưng bác sĩ đoàn có uống gì trong hơn một giờ lúc ngồi dự lễ phát bằng đâu Thế mà cái thứ thuốc độc kia lại ngấm nhanh chóng Ngấm nhanh như nọc rắn độc Vậy tất nhiên thuốc độc ấy phải vào máu đoàn bởi chỗ khác trong thân thể Tất nhiên phải vào bởi thí dụ chỗ này Người sinh viên mặc y phục khán hộ sẽ lật tấn khăn phủ phía dưới lên và trò vào một điểm nhỏ ở đùi bên trái bác sĩ đoàn. Màu bầm đỏ như nốt mũi đốt, chung quanh cũng có những đám tròn tím như ở trên tay và trên mặt, nhưng mau hơn và nhỏ hơn nhiều. Cái điểm nhỏ này, thưa ông, nếu nhìn rất cẩn thận sẽ biết rằng đó là một thứ thương tích nguy hiểm vô cùng chứ không phải là một nốt mũi đốt như người ta tưởng do chỗ đó mà thuốc đầu gây gơm ngấm vào được và giết chết đoàn mà theo luận lý và sự kinh nghiệm của tôi thì thương tổng phụng nhưng không để người sinh viên nói hết ông thanh tra mật thám sẵn tiếng hỏi tôi đã bảo ông không được phép vào khám ông lợi dụng lúc tôi không có ở đây để để tự tiện vào không Thực ra thì không ai cho tôi vào đây, người ta nhất định gác lối cửa vào mà và tôi thì thế nào, tôi cũng phải vào vì việc điều tra của tôi bắt cần phải thế. Cho nên tôi mới phải dùng cái mưu nhỏ này, mượn được cái áp Blues của một người bạn thân tức là mượn được cái phép vượt qua các điều nghiêm cấm. Ông Tổng phụng cười. Ông Lê Phong, ông thực là người tinh quái. Lê Phong xe xé ngả đầu. Vâng, tôi chính là Lê Phong và là người muốn giúp ông hết lòng. Vì nếu không nhờ thế lực và trí minh mẫn của ông Thì một mình tôi Anh bỗng ngừng lại Nhìn chân chân ra phía cánh cửa chợt mở Nhưng chợt khép ngay lại Anh thoáng thấy một người trực lèn vào trong nhà thuốc Người ấy là cô thiếu nữ kỳ dị Chương 4 Mị Châu và Trọng Thủy Lần này thì gia nhân phải có cánh mới trốn thoát được Lê Phong vừa nói Vừa bỏ bộ áo khán hộ ra Nhưng mắt vẫn không rời khỏi gia nhân lúc ấy thoăn thoát bước về phía cửa sau phòng ký túc anh trao bộ áo cho một người gác gần đó dặn đưa trả quan thanh tra mật thám rồi một tay giữ chặt lấy cái máy ảnh đeo lên lách anh chạy rất nhanh qua sân vừa chạy vừa nghĩ thầm con người kỳ dị đến thế là cùng mà đẹp cũng đến thế là cùng nhưng cô ấy là ai là người thế nào bao nhiêu cử chỉ đều làm cho mình ngờ là người có liên lạc mật thiết với vụ án mạng trong phòng ký túc đông nghịt những người ở giảng đường vừa kéo ra Lễ phát bằng tuy không đình lại vì việc xảy ra nhưng cũng hết vẻ long trọng. Lê Phong nhích bên phải bên trái, nhìn đây nhìn đó, anh bực mình hết sức vì không thể tìm thấy người thiếu nữ mà cũng không thể tiến lên được dễ dàng. Con chim xanh lại bay mất rồi. Chim xanh nào? Lê Phong quay lại nhìn thì người hỏi câu vừa rồi là người quen, anh trả lời. Một cô đẹp nhất đám này, cầm ví da, máy ảnh, mặc áo nhung thấm. Người bạn cười, Thế thì là một con chim xanh thật, tôi... vì tôi không thấy đâu. Anh tìm để làm gì? Lê Phong không nói gì, vẫn cao có chơi cháo nhìn khắp mọi người, rồi sấn cổ đi ra phía cửa chính. Tới đó mặt anh bỗng hớn nở, anh trông thấy chiếc Neva Sport vẫn còn đỗ đằng xa. Trong xe không có người, mà người có xe thể thao cũng ra đây, ta chỉ có việc đứng dình một chỗ. Anh đưa mắt bao quát nhìn một lượt rồi lững tững đi lần vào đám người bước về phía trước ô tô bụng bảo dạ chốc nữa cô ta ra ta phải tìm cách để giữ lại hay là lê phong nghĩ đến cách mở buồng máy làm hỏng dây điện cho xe không chạy được nhưng anh lắc đầu không xuôi mình không có quyền phạm đến của của người khác mà không thế con chim lại trốn thoát ta đuổi sau kịp một chiếc xe nhảy mới lại đuổi theo một người định trốn ta ồ thế này hơn anh liền cắm cổ chạy như bị hổ đuổi không đầy 2 phút đâm thẳng vào hãng Babylon gần đó nắm lấy người Pháp hỏi Ô tô tôi cần thuê một chiếc ô tô mới Bao nhiêu một giờ cũng trả Tôi là phóng viên nhà báo Việc khẩn cấp Người Pháp nhìn anh ta như mỉm cười thưa ông phóng viên đây không có xe cho thuê Thế tôi muốn mua Mua thì được chứ Được nhưng ông không được lợi dụng Để làm một cuộc chơi phiếm đâu Lê Phong khó chịu ra mặt Hơi có giọng gắt Tôi không chơi phiếm Việc tôi cần lắm hay tôi mua thực bao nhiêu? Cái nào? Cái kia màu bây giờ bao nhiêu? Bảy nghìn. Lê Phong toàn nói tôi lấy ngay nhưng tưởng đến cái nhân mặt của ông chủ nhiệm khi thấy anh tiêu tán đến thế thì nguôi dần cơn nóng này. Và lại nhà báo tuy phải trả nhưng việc mình cũng không lợi hơn. Xe mới người ta cho chạy đến 60 cây số một giờ là cùng mà cái xe kia thì... Anh mừng rằng chiếc xe Neva Sport vẫn đấu nguyên chỗ cũ Bỗng anh tìm thấy một kế Giao lên một tiếng Quay vào hiệu xe gọi Cho tôi một thùng dầu máy Người Pháp hơi lấy làm lạ Dầu máy? Phải Thứ nào? Thứ nào cũng được Cần lắm Ông bảo đem ngay ra đây Lê Phong nâng thùng dầu nhỏ Người ta đưa ra gật đầu bằng lòng trả tiền rồi hỏi nữa Ông có quận dây thép nào không cho tôi xin một đoạn Một thứ quà biếu người mua hàng sòng phẳng Lê Phong diễu câu đó bằng một nụ cười rất đáng yêu Người Pháp cũng mỉm cười Bảo người đem cuộn dây thép gần đó ra cho Lê Phong Và thân mật bảo Lê Phong Ông là một người phóng viên rất lạ lùng Rất vội thì đúng hơn Nếu ông đọc báo tối Nếu ông biết đọc quốc ngữ Ông sẽ thấy bài thường thuật sắp đăng Ông Lê Phong không nói hết lời Cảm ơn người Pháp bằng cái gật đầu Rồi cầm đoạn dây chạy đến gần chỗ chiếc xe của người thiếu nữ Anh quấn một đầu dây vào cái quai sách Lần đến sau xe Quý xuống cho người ta không thấy rồi buộc rất chặt cái thùng dầu máy xuống gầm xe. Công việc rất nhanh và cũng may chỗ ấy vắng người nên khi Lê Phong đứng lên cũng không ai để ý đến. Mấy phút sau Lê Phong thấy người thiếu nữ ló ra khỏi cửa tường cao đẳng. Anh vội lần mặt để dình xem. Người phụ nữ đứng lại một lát như có ý xem xét rồi thông tả bước về xe hơi. Mặt có vẻ lo âu, đôi mắt đen lấm lét đưa ra hai bên rồi vội vã mở cửa xe máy chạy tức khắc. Lê Phong đợi rẽ sang đường giải phóng và khuất hẳn rồi anh mới ở chỗ cũ nhảy ra, mỉm cười xoa tay vào nhau. Bây giờ thì ta không sợ mất tích cô em nữa vì ta đã có vết lông ngỗng của cô em đi đường. Rồi ngoắt chạy về phía nhà hát Tây, anh gọi chiếc xe bảo. Xe về hàng bông, thay cho tám xu, cho sáu hào, chạy thật nhanh. Ngồi lên xe anh cứ luôn mồm dục Máu lên, máu lên, máu nữa lên, Ồ, anh này trông khỏe trai mà chạy chậm thế. Người phu xe ngả hàn thân về đằng trước, chạy như ngựa thế mà Lê Phong cứ kêu chậm. Nhanh nữa lên, bội lắm, Hừ, giá tôi kéo thì anh phải biết, chạy, chạy mau lên. Vụt có chiếc xe đạp ở đầu hàng khay băng lại, Lê Phong nện chân xuống sàn ken két. Đứng, rồi nhảy xuống gọi. Này Thúy, Thúy, xuống, đi đâu đây? Người đi xe đạp bóp phanh đứng lại, đến cao đẳng lấy tin. Không cần, xe hơi có nhà không? không ông chủ bút đi có việc xong khuân nhất rồi chứ vâng ông cần xe ngay ư thôi được đưa xe đạp đây anh về nhà báo bảo tôi đi có việc gấp chốc nữa lại hiệu an ti lấy xe đạp về quăng một hào trả phu xe anh nhảy lên xe đạp phóng lấy phóng để vừa phóng vừa nghĩ bụng thuê một chiếc xe đuổi theo cũng được vì ta đã có nàng mỹ châu rắc lông ngỗng đưa đường giá đuổi bằng mô tô thì mau hơn nhưng tất nó nghi xe đạp hơi chậm nhưng kín đáo đến nàng bông lê phong nhảy vào một hiệu cho thuê xe mặc cả rất chóng ký giấy xong lên xe đi liền anh không thèm tưởng đến luật trong thành phố cho xe chạy nước đại qua phố nhà thờ gặp đường giải phóng thì anh rẽ ngang đôi mắt dán xuống đường nhựa đây rồi lồng ngỗng thiếp đưa đường đây rồi cái thùng dầu máy ta chọc thùng có một lỗ con thế mà cũng được việc đáo để rồi cứ theo những giọt dầu nhỏ thưa trên mặt đường như một chàng hạt dài vô tận lê phong thẳng đường giải phóng đi mãi tới tòa án anh cho xe chạy chậm lại khi rẽ qua nhà pha hỏa lò với những giọt dầu cũng nhỏ theo lối đó nhưng anh hơi lấy làm lạ vì thấy trên mặt trước cửa để lao thì một vũng dầu to động lại hình như trước đó người thiếu nữ có dừng lại đó ít lâu từ chỗ vũng dầu to trở lên anh lại thấy chàng hạt dài lại nối theo và đi về phía hàng bông thợ nhuộm Đến phố Hai Bà Trưng vết dầu lại chạy thẳng rồi rẽ về đường Lý Thường Kiệt Gần hết đường Lý Thường Kiệt Xe anh lại chạy chậm lần thứ hai để xem xét Anh nhận ra thì đến chỗ đó Do dầu nhỏ thư hơn hẳn Một là dầu trong thùng còn ít Điều đó không chắc Vì ít ra thùng dầu đến đây mới còn non một nửa Hai là nàng mị châu tân thời của ta cho xe chạy mau hơn lên Lê Phong tin điều thứ hai là đúng hơn Vì khi hết đường Lý Thường Kiệt Đến tôi rẽ sang tay trái Lối xuống cống vọng Anh thấy vết bánh xe sát lên rất rõ Chỗ này cô ta bóp phanh mạnh Mà xe lúc ấy đang chạy nhanh Rồi cũng mở thêm ga Anh lại ta vết dầu rẽ thăng tay trái Lúc ấy Lê Phong mới có Thì giờ xếp đặt các ý tưởng Anh vừa chăm chú theo vết Lông ngỗng vừa nghĩ thầm Người con gái này mỗi lúc một khả nghi thêm Cái án mạng tối kỳ bí hiểm kia Thực là một việc giết người Có phương pháp rất chú đáo và tay cầm đầu việc đó hẳn là những tay giảo quyệt ghê gớm Trong đó có những người mưu trí, học thức và cả nhan sắc lạ thường này Ồ, có thể thế ư? Ở cái nước Nam yên lặng này Lại nảy nói ra được một thứ người đẹp phạm tội ác một cách khôn khéo đến thế ư? Mà khôn khéo hơn cả một vụ án mạng khôn khéo bên Âu, Mỹ Họ giết một người cả quốc dân chú ý Giết ở giữa đám hội lễ Trước mặt công chúng, trước mặt các thám tử hộ vệ mấy người có quyền thế Trước cả mặt ta, thế mà có ai ngờ đâu cả ông tổng phụng nào biết là đoàn chết về những tay ám sát kia đâu ta là người đầu tiên thấy những triệu chứng thứ nhất hiện ra mà cũng chưa thể nào biết được cách chúng hành động nếu sự tình cờ không cho ta trông thấy hai người lạ mặt trong cái khoảnh khắc nói chuyện với đoàn rồi lại cho ta gặp người con gái kia thì nhưng đối với đoàn cô ta là người thế nào chính cô ta đã dùng một cách xào quyệt nào ta chưa hiểu được để giết đoàn hay cô ta chỉ là người có can thiệp đến vụ án mạng độc nhất Mà lại có một người rất đẹp, rất kỳ dị ở trong Vì tình ư, vì thù ư Hay là một cuộc âm mưu vì tiền Hay là một thành phạt của một hội đồng đảng chính trị Cái bóng dáng kiểu lệ ấy Sao mà khắc thường thế Mà sao lại có duyên dáng đến thế Ừ, con người mới đáng yêu làm sao Đôi mắt sáng suốt của người phóng viên trẻ tuổi ấy Tuy nhìn chân chân lên mặt đường thẳng tuy không rời những điểm đầu đen láy lấp lánh dưới ánh mặt trời nhưng cũng thoáng qua một vẻ mơ màng một vẻ mơ màng tươi cười và tình tứ dịu dàng cảm động hình như cái đẹp cái duyên của người nhan sắc đã khiến cho lòng ái luyến tưởng đến bao nhiêu cử chỉ khác lạ đến bao nhiêu điều tối tâm đáng ngờ vực đáng đề phòng lê phòng bỗng bật cười ngồi thẳng người lên tuy dáng người ngồi của anh vẫn thẳng như thường vẫn không ủy mị như anh chợt tưởng thế hừ nhu cảm có lẽ cô em là một tiên nga nhưng một vị tiên nga nguy hiểm cho đến cái ngày ta tìm ra được điều vô lý là cô ta nhúng tay vào tội ác thì cô ta vẫn còn là một kẻ thù của ta bây giờ là cuộc săn đuổi kỳ cùng cuộc săn đuổi mà phần thắng về ta lệ phong về ngày lúc đầu tiên cái mưu rắc lông ngỗng đưa đường kia đã có kết quả hay trọng thủy sẽ tìm cô mà thế nào cũng tìm được cô em nàng mỹ châu tinh quái của tôi ạ à. Lê Phong thích chí về câu nói ấy Miệng nhuận cười một cách khoái trá Nhưng rồi thu ngay lại Mắt nhìn dính lấy một chỗ Ồ Mỹ Châu dừng chân ở đây ư Vì trên mặt đường Qua nhà thương cống vọng Anh thấy một khoảng dầu tròn to Bằng miệng chậu đong lại đó thành một vũng Và hai dòng nhỏ chảy xuống rãnh đường Lê Phong hãm xe Nhìn lên chỉ còn mờ hai vết bánh chạy dài Và rẽ về một phía đường nhỏ Những giọt dầu đến đây đứt quãng anh đoán rằng trong thùng không còn giọt nào nhưng cô ta đỗ xe ở đây làm gì đỗ hẳn lâu vì chỗ này dầu động lại nhiều lắm lê phong đang suy nghĩ chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ cách đấy mười thước ngất lên bờ cỏ hình như bị các xe qua lại làm bay lên mấy lần lê phong thoạt tiên tưởng là một mảnh giấy thường nhưng anh một lúc một chú ý thêm khô giấy và mẫu giấy giống như mảnh anh nhặt được ở trường cao đẳng nghi hoặc Lê Phong bước lại Cầm lên xem rồi cháu mắt rất lớn Đọc những chữ sau này Cũng vạch bằng bút chì và cũng là lối chữ in hoa Ông Lê Phong Phóng viên trinh thám Ông đừng theo đuổi vết lông ngỗng của nàng Mỹ Châu nữa Cái thùng dầu buộc ở dưới hậu xe tôi Tôi đã biết ngay từ lúc ở trường cao đẳng Vì tôi vẫn để ý đến ông lắm Ông nên về đi Việc án mạng của Trần Thế Đoàn Ông không thể tìm ra thủ phạm được đâu Cũng như không hề tìm được lối Nếu tôi không muốn ông tìm thấy lê phong nén những tiếng bản gắt mỉm cười một cách chua chát hừ thế này thì gớm thực thế này thì táo tận thực họ lại chế giễu mình lại khinh thường mình họ lại biết cả ý nghĩ trong thâm tâm của mình nữa phải mỹ châu đi trốn trọng thủy khác với chuyện giả sử nhưng cũng khác với chuyện giả sử trọng thủy lê phong thế nào cũng tóm được mỹ châu ờ không ví von để hỏi mà xem cô ả à đi lối nào lê phong Lê Phong theo vết xe đi một quãng xa nhưng chỉ theo được 10 thước nó không thể nhận được nữa vì trên mặt đường còn bao nhiêu vết xe qua lại đè lên. Anh đứng lặng một hồi lâu, cúi đầu ngẫm nghĩ trước một đường đá dễ sang một bên rồi chậm chạp bước về, thở dài một tiếng buồn bực vô cùng rồi nói Vô ích, con chim sành bay rồi. Chương Năm tin giữ trong dây nói Lê Phong xem đồng hồ tay Lúc đó 10 giờ 10 Bụng đã thấy đói Anh lên xe đến bên một hàng quà cách không xa đấy lắm Nhá mũi nhìn những mắt bẩn thiểu áp trên mẹt rồi hỏi nhà hàng Bà hàng có thứ quà gì ăn được không? Bẩm quan Quà thì thứ gì mà chẳng ăn được Quan sơi bún riêu nóng Tôi không phải là quan Nhưng có bún riêu nóng tôi cũng ăn Câu nói đùa làm cho Lê Phong lại thấy vui vẻ anh vừa ăn vừa nghĩ Sự ngon miệng vì món quà ít khi ăn tới hình như Khiến cho anh coi việc thất bại vừa rồi là một việc không đáng bận lòng Anh sắp đặt sẵn trong óc những việc anh sẽ làm trong ngày hôm ấy Ra từng khu từng hạng Và nhất định theo đúng thứ tự anh và sẵn để khởi động điều tra Hình ảnh người thiếu nữ Mọi khi thoáng qua trong trí anh Cùng với vẻ nhanh nhẹn Cùng với miệng cười tươi tạt như cánh hoa hồng Lại làm cho đôi mắt anh long lên tâm chí bị xúc động nhưng một cách êm ái nhẹ nhàng Nhưng sự bí mật anh chưa khám phá ra là Những sợi dây đan thành một tấm màn thưa Mà sau đó anh thấy dáng người thiếu nữ hôm qua Người thiếu nữ mang cả một tâm tình ly kỳ Và có những cử chỉ không thường Làm sôi nổi tính tò mò của anh chàng Cùng với tình yêu mạo hiểm Lúc Lê Phong đứng dậy thì sự khó chịu no trực ám ảnh anh lúc này đã biến hẳn. Lê Phong bước nhanh lên chiếc xe vặn máy rồi thành thơi về Hà Nội như người đi chơi về. Cái cảm giác được đưa đi rất nhanh. Khi ngồi xe làm kích thích tài xét đoán của anh, anh thấy lúc đó anh tính được rất nhiều việc có ích. Lê Phong về tới tòa báo thời thế mới gần một giờ trưa. Anh vào tòa soạn bắt tay mọi người rồi đứng thẳng người lên dáng đạo mạo một cách khôi hài và tuyên ngôn rằng Ông chủ nhiệm mời ta ký bông xuống cát. Đó là một lối Lê Phong dùng để bảo những việc quan trọng mới xảy tới Hứa trước những bài tùng thuật rất sáng suốt và những cuộc điều tra rất công phu Mà công việc điều tra của anh càng cẩn thận, anh tiêu càng nhiều tiền Tiền không tính, tiêu không chừng nhưng tiêu vì việc nhà báo Anh dùng các cách để cho mau được tin Mua cái áo đi mưa khi giữa cuộc hành trình xa gặp mưa luôn Mua những sách rất đắt tiền khi anh cần tra cứu Mua hẳn mấy con ngựa khi ở đường rừng theo đuổi một vụ cướp Mà mua cả bộ quần áo kỳ dị nhất khi cần phải cải trang Hơi cần cái gì cũng mua thực rộng rãi, thực nhiều Rồi tính tiền cho nhà báo trả sau Ông chủ nhiệm trả tiền những bộ áo trả tiền xe ngựa trả hết mọi thứ phí tổn mà nhiều lần ông biết là không có ích mấy ông trả với một nụ cười không tươi lắm nhưng ông cứ trả miễn là có bài hay mà bài của lê phong bao giờ cũng có đặc sắc lê phong lại nói vụ án mạng này có nhiều điều bí mật không ngờ được tôi đánh hơi không biết bao nhiêu sự kỳ lạ tôi sẽ tìm ra dư luận bây giờ chỉ hơi xôn xao thôi người ta theo các báo khác đưa tin sẽ chỉ cho là một cái chết đột nhiên như tôi đã nói chưa chưa ai kinh dị ta sẽ cho mọi người biết sự thật một tiếng trái phá chưa ai từng nghe thấy trong các rừng tin tức ở nước nam tôi bắt đầu làm việc ngay từ bây giờ báo thời thế không phải là một báo đưa tin lạ mà thôi lại là một báo có những tin nhưng mắt tin tưởng hơn ai hết thảy rồi ngồi xuống ghế cầm bút anh dám qua trang báo có đăng bài phỏng vấn nhà thiếu niên bác sĩ một lát anh hỏi văn bình anh đã làm bản kém chân dung trần thế đoàn chưa trong máy ảnh này còn một bức mà không có báo nào có Anh làm ngay để in kèm bài tôi viết đây Dưới đề là bác sĩ đoàn 40 phút trước khi bị giết Bây giờ anh lục báo viết một cột về tiểu sử của bác sĩ đoàn, gia thế, tính hạnh và những điều nguyện vọng về tương lai. Tôi tôi chỉ thường thuật vụ ám sát. À quên, anh chủ nhiệm bao giờ mới đến? 2 giờ. Lâu nhỉ? Vậy anh ký tay chủ nhiệm xung kết lấy tiền trả hộ tiền ô tô, từ nay tôi muốn chiếc xe hơi của chủ nhiệm thuộc về tôi trong ít lâu Nhưng nếu cần có lẽ dùng mô tô cho tiện Anh cho người đứng trực sẵn đó Tôi viết từng đoạn một cho sắp đi thì vừa Lê Phong lấy thuốc lá hút Bên bê ngọn bút hai mắt lim dim Rồi như viết thư vội vàng Anh một mạch viết hết dòng này xuống dòng khác Anh có một lối tường thuật riêng Không kể lẻ lôi thôi Vào bài một cách đột nhột như người Mở cửa nhà không gõ trước Vụ án mạng dưới ngòi bút anh diễn ra rất minh bạch, chú đáo Khiến cho người đọc suốt từ đầu chi cuối thấy ham thích và hiểu rõ những điều anh hiểu Và như trông thấy các việc xảy ra Từ lúc đúng phỏng vấn đoàn Lúc đoàn chỉ còn là cái xác chết ngồi im trên ghế Lê Phong thuật ra một cách gọn ghẽ, nhanh nhẹn như người viết một câu chuyện ly kỳ Nhưng bài tường thuật này chỉ đúng có một phần Anh nhất định không đả động gì đến người thiếu nữ Có lẽ đó là một chú ý anh muốn giữ kín thay đó là vì một lẽ gì khác mà anh không muốn cho công chúng ngờ rằng có một người đàn bà trong vụ này lê phong chỉ kết luận rằng vụ ám sát bác sĩ đoàn tỏ ra rằng nghệ thuật giết người ở đây thực đã tiến ảnh nhanh hơn cả mọi khoa học khác bọn hung thủ ra chiều không cần gì pháp luật không sợ gì các nhà chuyên trách bức thử đe dọa phóng viên của bản báo đủ làm cái chứng cơ rõ rệt rằng chúng có thường cả mọi cách đề phòng cũng như bao nhiêu những việc từ trước tới nay bản báo hết sức khám phá ra Vụ này không mấy chốc bản báo sẽ tìm được cách lần ra manh mối Thủ phạm tuy khôn khéo nhưng không lần trong báo tối được mãi Chúng tôi nhất định sẽ là người đầu tiên tố cáo bọn gian ác Và cũng là người ngăn ngừa những hành động gây gớm của chúng Những hành động ngấm ngầm quỷ quyệt Nhưng hiện nay chúng tôi cũng biết rằng chúng chỉ đợi dịp tốt để ra tay Vụ ám sát bác sĩ đoàn chỉ là cơn gió báo hiệu cho nhiều trận dông tố khác Viết đến đó Lê Phong buôn bút đứng dậy thì ông chủ nhiệm bước vào Lê Phong cười anh có ngờ gì không ngờ gì vụ án mạng ở trường cao đẳng không phải là một vụ việc riêng của bác sĩ đoàn chính báo thời thế hay nói cho đúng một nhân viên trong báo thời thế sẽ đóng một vai trong tấn kịch này kia đấy rồi lê phong kể sơ qua các việc xảy ra và nói tiếp chúng đe dọa tôi một cách công nhân tính bệnh tôi ở trong tay bọn này đó nhưng tôi tưởng đó chỉ là một cớ để anh cho tăng số báo lên gấp đôi phải không văn bình ông chủ nhiệm mỉm cười Tăng số báo lên gấp đôi và trả tiền phí tổn của ích của anh gấp 4 Đành vậy nhưng việc phải thấy Lúc này chỉ chút nữa tôi lấy cái V8 mới của hãng Babylon thì anh còn nhăn Một chiếc xe mới Trời ơi thế nhà báo không có xe ư Mỗi lúc lại về nhà báo của anh lấy xe thì còn gì là việc của tôi Tôi là phóng viên như là người nhắm mắt tiêu Còn anh chủ nhiệm báo thì cứ việc mà trả Nhưng tôi Bàn phiếm mãi anh nghĩ việc này thế nào Tôi thì nghĩ rằng Bỗng có chuông máy nói Văn Bình nhấc ông nghe rồi đưa cho Lê Phong Người ta gọi anh đấy Lê Phong hỏi Alo ai đây Đầu dây bên kia trả lời Ông Lê Phong phải không Phải nhưng ai đây Ông không cần biết Vì có điều này cần biết hơn Ông nghe đây Lê Phong nghĩ thầm Quái lạ những ai mà kỳ thế Lại làm như sai bảo được mình không bằng rồi cũng sáng tiếng anh hỏi lại Ai đây tôi có lệ không nói chuyện với những người tôi không biết tên Bên kia trả lời Tôi cũng vậy tôi có lệ khi nói một chuyện như chuyện này tôi không cần cho ai biết tên Nhưng nếu ông muốn thì tôi cho ông biết tôi là ai Phải phải ông là ai Người cụ tay ở trường cao đẳng Lê Phong đứng thẳng người lên áp chặt máy nói vào tay thử cái gì ông nói cái gì Tôi là người cột tay một người ông đã gặp nhưng lại là người ông nên tránh vì vì sao vì tôi không muốn gặp ông trên đường của tôi đi ông nghe đây sáng mai trong giờ giảng học lý tuyết loan một người nữ sinh trong bản hồng thập tự sẽ bị giết tôi báo trước cho ông biết thế rồi cho ông sẽ thấy đúng như thế nhưng nếu ông tìm cách ngăn trở mà ngăn trở cũng không được hay nếu ông cố dò xét công việc của tôi thì liệu cho tính mệnh của ông đó chào ông Lê Phong hỏi mấy câu sau Nhưng người bên kia hình như đã đặt máy xuống Lê Phong trong mày nhìn chân chân xuống mặt bàn Anh lầm bầm nửa như nói một mình Nửa như bảo mọi người Nữ sinh hồng thập tự Nữ sinh một người con gái nữa Anh Bình Anh Bình Văn Bình vẫn chăm chú nhìn Lê Phong Cái gì Anh Bình Anh hỏi hội tôi xem trong ban hồng thập tự có ai tên là Lý Tuyết Loan không Văn Bình ngạc nhiên Lý Tuyết Loan Ờ ừ, sao anh biết cô này à Biết qua thôi Vợ chưa cưới của bác sĩ đoàn Văn Bình hỏi Ừ thế làm sao Sáng mai cô ta sẽ bị giết Chương 6 Ta còn gặp nhau Lê Phong không nói gì thêm nữa Lấy mũ ra ngay Bỗng anh quay vào vạn telephone Alo Thưa bà ở đây báo thời thế 874 Bà làm ơn cho biết người gọi 3 phút trước đây Ở số bao nhiêu Không được ư Thưa bà làm ơn cho tôi Cần lắm không phải là apone nghĩa ấy gọi ở phòng điện thoại công cộng à này tôi có thể biết ở nhà dây thép nào không vâng cảm ơn bà lê phong đặt máy xuống nói lẩm bẩm lý tuyết loan bị hôn thê của bác sĩ đoàn sáng mai sẽ bị giết trong giờ giảng học ồ có thể như thế được chăng mà chính hung thủ hay là chính một người trong bọn hung thủ vụ ám sát bác sĩ đoàn báo cho tôi biết trước chợt nghĩ ra một ý lê phong mở cửa xuống nhà dưới qua phòng trị sự qua cổng nhà báo rẽ về phía tay trái vào nhà bưu điện phụ ở gần đó lễ phép hỏi người thư ký thưa ông ông có nhớ chừng 5 phút trước đây có ai vào đánh telephone không người thư ký nhà bưu điện có vẻ lưỡng lự lê phong chắc họ muốn giữ bí mật nhà nghề nên vội tươi cười nói xin ông cứ yên tâm vì người đó chính là người nhà tôi một người đàn ông cụt một tay tôi chắc ông còn nhớ rõ vì mới đây chừng 5 phút người kia đáp Ồ có Cách đây 5 phút Có người vào gọi điện thoại Nhưng không phải là người ông nói Vậy là ai được à Là một người đàn bà Một cô thiếu nữ thì đúng hơn Một người thiếu nữ Phải Đẹp không Đẹp lắm Mang ví đầm màu xanh phớt à Phải Lê Phong sẽ kêu lên một tiếng Trời Lại người thiếu nữ kỳ quái Rồi không kịp cảm ơn Lê Phong quay ra Chạy về tòa soạn gọi Văn Bình anh Bình, anh cho thêm một tin sau cùng nữa về vụ án mạng trường cao đẳng Hung thủ còn giết người, tính mệnh của vị hôn thê bác sĩ đoàn Bọn sát nhân đã định trước, bản báo phóng viên đang điều tra Đại ý là như thế, anh viết độ 10 dòng, đặt ở trang 2 dưới bài tường thuật Được, còn gì nữa không? Còn anh phải có mặt luôn ở đây để đợi tin của tôi Anh sẽ giữ các báo hàng ngày ra hôm nay để xem đối với vụ này họ nói thế nào Nghĩa là anh phải để tâm theo đuổi việc này trong lúc theo đuổi bọn hung thủ Bây giờ tôi hãy đến phòng cô Tuyết Loan đã Nhà cô ta ở đâu nhỉ? Ở đường Huế số nhà 99 hay 97 gì đó Lý Phong liền ghi số nhà rồi lấy xe hơi của nhà báo đi liền Ngồi trên xe anh tự nghĩ Bây giờ mới có 3 giờ chiều Mình còn cả một buổi chiều nay Mà nếu cần thì còn cả một đêm nay để tìm và để ngăn ngừa công việc của hung thủ phải, chúng hành động thực là khôn khéo Cái án mạng ở trường cao đẳng Chúng tính toán giỏi đến nỗi Ta trông thấy cái chết Ta biết trước cái chết của bác sĩ đoàn Mà không làm gì được Chúng tin mưu cơ của chúng một cách vững vàng đến nỗi Dám báo trước công việc với ta Sáng ngày một bức thư Vừa rồi gọi telephone Hai lần báo tin hai việc giết người Báo trước nghĩa là biết Rằng không có cách gì cản trở việc hành động bí mật của chúng Nhưng cũng để thách ta để đe dọa ta đừng có tra xét đến Mà để dọa ta cũng tức là để ý đến ta Tức là sợ ta Một ông tổng phụng Một nhà trinh tám kệ cũng không thiếu tài Với cả sợ liên phóng ở nước này Chúng không coi vào đâu Nhưng chúng sợ ta Việc điều tra của Lê Phong có thể hại cho chúng được Lê Phong ra vẻ tự đắc Và vui hưởng lấy cây sung sướng Của một người biết mình có tài Rồi anh lại nghĩ Những chữ tài với chữ tài quá gần nhau thật Ta chưa biết rồi đây Ta sẽ gặp những tai nạn gì Lời lẽ đe dọa của bọn kia không phải là một câu chuyện đùa Cái chết của bác sĩ đoàn đã cho ta thấy rõ Một cái chết phi thường gây gớm Tối kỳ bí mật Lại có vẻ thần quái nữa Hung thủ quanh quất đâu đây Hung thủ không dùng đến những khí giới thường có Hung thủ không ra mặt Thế mà giết người được Giết một cách chắc chắn Nhanh nhẹn biết chừng nào Đến mai là một người sẽ bị giết Mà cũng theo một phương pháp thần bí ấy Người bị giết thứ ba chẳng là ta bởi vì xem ra ta cũng hơi chướng ngại cho bước đường đi của chúng ồ hay lắm kịch liệt lắm cả một thiên tiểu thuyết mạo hiểm mà trong đó ta là vai anh hùng trừ gian lê phong mỉm cười hay là gian trừ cũng không biết chừng nhưng không hề gì cuộc chiến đấu càng gai go càng thú chỉ phiền việc này bí mật quá nên trong có một khoảng mấy giờ đồng hồ đã xảy ra biết bao nhiêu điều rắc rối khiến cho trí ta không kịp suy tưởng từ sáng đến giờ ta chỉ như một vật thụ động, ta làm việc theo trí phán đoán thì ít, phần nhiều chỉ theo những trường hợp xảy ra, mà trong bao nhiêu việc xảy ra, lúc đoan bị giết, lúc khám tử thi, lúc đi theo vết xe ô tô, lúc nghe máy nói ở thời thế, bao giờ cũng thấy bóng người thiếu nữ, nhận thấy những cử chỉ, những hành vi kỳ dị, mà chỉ thấy riêng có một mình cô ta trong cả một vụ rắc rối này thôi. trong thâm tâm người thiếu niên thấy nảy ra những ý tưởng rất khác thường anh không chịu tin rằng một nhan sắc vui vẻ đến thế lại có thể chủ động những tội ác gây gớm đến thế vậy mà bao nhiêu điều anh trông thấy đều dành mạch tố cáo với anh rằng cô ta là thủ phạm không thì ít ra cũng là một người trong bọn thủ phạm mà vì đâu họ giết người vì cứ gì họ giết người một cách gần như công nhân ta biết được cái duyên cớ chủ động đó thì việc tra xét ta mới dễ dàng nhưng hiện giờ ta chưa thể thấy rõ một manh mối nào hết nghĩ đến lý tuyết loan lê phong xe sẽ, sẽ gật đầu Bọn hung thủ định giết vị hôn thê của bác sĩ đoàn Sau khi đã giết ông ta Hẳn có một mục đích quan trọng Điều đó cho ta biết rằng Án mạng này không phải vì chuyện tình Người ta vì ghen hoặc vì muốn chiếm đoạt người tình Thường chỉ trừ đi một Đôi bạn yêu nhau Đây thì cả hai người cùng là tội nhân của quân gian ác Vậy thì thú ư Ta liệu hỏi Lý Tuyết Loan sẽ biết Xe đến đường Huế Đỗ trước một cửa hàng nhỏ Quá chợ hôm Lê Phong xuống đi bộ chừng 100 thước vừa để tìm nhà vừa để xem xét lúc đến nhà số 99 anh đứng lại giả vờ lấy thuốc lá hút để đưa mắt nhìn lại đằng sau anh cố ý xem có kẻ nào đi theo anh không hoặc đứng rình đâu đó không lúc biết chắc không có gì khả nghi anh mới bấm chuông đứng đợi anh hỏi người đầy tớ ra mở cửa đây có phải nhà cô tuyết loan không vâng nhưng cô tôi đi vắng lê phong ra vẻ bất mãn đi vắng vừa đi hay đi đã lâu rồi Cô tôi vừa đi được chừng 10 phút thôi Đâu như trên sở mật thám người ta gọi Anh chắc chứ Mà này anh có biết sở mật thám gọi về việc gì không Thấy vẻ săn đón của Lê Phong Người đầy tớ nhìn anh ta hơi ngạc nhiên và đáp Tôi không được biết Cô tôi chốc nữa về Ông lại chơi Nói rồi hắn đi trở vào Lê Phong vội gọi Này Đan Thế nào Người đầy tớ bỗng quay mắt lại Kinh ngạc vô cùng Nhưng Lê Phong vẫn bình tĩnh nhắc lại Đan Thế nào Đến mai đi chứ Rồi không để người đầy tớ Có thì giờ đáp Anh hỏi luôn Bây giờ những ai có nhà Nhưng Thực ai có nhà bây giờ Việc cần kiếp lắm Cô Loan đi vắng lúc này thật là may Người đầy tớ bỗng bỏ hành vẻ ngờ ngạch Đôi mắt sắc của hắn liếc nhìn vội vào một cái Rồi vừa mở cổng vừa nói nhỏ Thế ra anh là Phải nhưng mau lên Ai ở nhà bây giờ Thằng em nó, thằng này thì không đáng lo Sao không cần phải dò kỹ nó mới được Tên đầy tớ toàn nói nữa Xong Lê Phong ra hiệu bảo im Rồi cất mũ chào một người thiếu niên Ở trong nhà ló đầu ra Anh bước vào nói rất nhanh một câu với tên đầy tớ Và cố ý nói khẽ cho hắn không hiểu là nói gì Lúc hắn khép cổng Rồi đi ra sau nhà Lê Phong mới bảo người thiếu niên Thưa ông, tôi là Lê Phong Muốn thưa chuyện với ông về Về một việc rất quan trọng Vâng, mời ông vào Lê Phong vào một căn nhà trang hoàng lối mới lịch sự và ý nhị nhưng anh để ý đến các cửa lớn. Ông gọi đầy tớ lấy nước uống đi, nước thường tôi, không cần trà. Người thiếu niên lấy làm lạ nhưng cũng nghe theo, bấm chuông gọi tên đan rót nước bưng ra rồi lại cho nó xuống. Lê Phong không uống, đợi tên đầy tớ ra khỏi, đặt chén xuống cay rồi nhích lại gần hạ thấp tiếng hỏi nhỏ người thiếu niên. Ở đây nói chuyện bên ngoài có nghe được không? Không, nhưng ta cũng nên nói nhỏ Trước hết xin ông biết rằng tôi đến điều tra một việc có liên quan với cô Tuyết Loan Tôi là phóng viên báo thời thế Vâng tôi vẫn biết tiếng ông Càng hay như thế thì ông tin tôi hơn Vậy xin nói ngay cho ông rõ Cô Tuyết Loan hiện đang bị người ta mưu hại Mà những kẻ âm mưu là thủ phạm trong vụ ám sát bác sĩ đoàn Người tiêu Liên giật mình Thế ra anh đoàn tôi bị ám sát thực ư Vâng những việc này sau hãy nói đến hiện giờ cái nguy hại đang ở bên mình cô tuyết loan cô đến sở liêm phóng phải không vâng ông chắc chứ vâng vì có giấy gọi tôi cũng đọc giấy rồi nếu vậy được tôi sợ giấy đó là một mưu đánh lừa của bọn gian rồi không có liên lạc anh chợt hỏi tên đầy tớ vừa rồi mới đến phải không vâng mới đến chừng bốn hôm nay nó ở thay cho thằng ở trước xin phép nghỉ nó làm ăn còn vụng lắm phải không vâng tên nó là gì là hồng theo trong thẻ thuế thân không phải theo lời nó nói sao ông không xem thẻ của nó nó nói là bỏ quên ở nhà trọ chưa tìm thấy lê phong cho mày hỏi nó nói thế mà ông tin được sao tên nó không phải là hồng mà là đan nó ở đây không phải hầu hạ nhà này nhưng để dò xét ông phải đề phòng cẩn thận mới được trời thế ra ông biết từ trước không tôi vừa biết xong lúc tôi bấm chuông thấy ông gọi thằng hồng ra mở cửa mới biết nó chưa quen nghề làm đầy tớ và mới biết nó mới đến đây hai ống tay nó sắn rất cao để dọn dẹp khác với thói quen của các đầy tớ thường cũng vì thế tôi thấy chữ trần xuân đan mà lại xưng là hồng lại làm đầy tớ của cô tuyết đoan vẻ mặt lại không có vẻ gì lương thiện bằng ấy cỡ đủ làm tôi sinh nghi mới vờ thử làm một người đồng đẳng hỏi qua nó mấy câu anh chàng mắc mưu ngay tức khắc bây giờ ông nghe tôi Bác sĩ Đoàn có nhiều việc kín mà bọn gian dò biết. Có lẽ việc kín đó cô Tuyết Loan là vị hôn thê của bác sĩ cũng biết một phần lớn, nên chúng mới định hại cả cô. Những việc kín đó là những việc gì ông có thể biết được không? Không, tôi là lưu học sinh ở trường Albert Sao không mấy khi về nhà nên cũng không hay gặp chị tôi với anh Đoàn và lại đã là việc riêng của hai người thì ông Đoàn là vị hôn phu của cô Tuyết Loan từ bao giờ? Từ hơn một năm nay, thưa ông. Kể ra thì anh Đoàn là người nghèo Sông thân mất đã lâu Họ hàng cũng không còn ai gần gũi Anh là người rất có trí Lại rất tốt Chúng tôi biết là người có tương lai rực rỡ Nên thầy mẹ tôi vẫn có bụng yêu Đoàn đến dạy riêng tôi với em gái tôi Hỏi 3 năm trước đây để lấy tiền ăn học Nhân thế được thầy mẹ tôi mời ở trọ đây luôn thể Mãi đến khi anh sinh được lưng ở trong trường mới thôi Chị Loan tôi với anh Đoàn xem ra rất đương đắc Bởi thế khi chị không thuận người đến hỏi Thì thầy mẹ tôi hiểu là chị đã ưng Đoàn Đoàn một lần có ngỏ ý với thầy mẹ tôi Thì hai cụ bằng lòng ngay Nhưng việc hôn nhân anh Đoàn định đến ngày thi xong mới tính đến Đoàn rất hiếu học Bản luận án anh soạn công phu lắm Công nghiên cứu trong các sách cổ về y học tàu Đủ khiến cho các giáo sư phải hết lòng ngợi khen Tôi chú ý đến những sách chữ nho mà đoàn mua về rất nhiều và vì chị tôi thường nói đến hơn Chị Loan tôi cũng biết chữ nho Và thường để tâm tìm kiếm những sách mà đoàn dặn dùng mua Nhưng tôi tưởng những điều này không có ích gì cho mấy ông lắm Lê Phong lắc đầu Không không Trái lại có ích lắm xin ông cứ nói Người thiếu niên nói tiếp Đoàn bao giờ thấy một bộ sách cũ cũng tỏ ra quý hóa trân trọng Anh thường bảo chị Loan rằng cứ là sách cổ những bộ ấy cũng đủ có giá trị lắm rồi huống chi lại còn giúp cho việc khảo cứu của anh được nhiều điều hay nữa có bộ anh coi quý hơn vàng ngọc giữ gìn cẩn thận như người giữ của mà khi đem ra thì anh có vẻ sung sướng như người được nâng niu những vật quý báu nhất trên đời lê phong ngắt lời hỏi lại nhưng ngoài bộ sách ông đoàn còn vật gì đáng chú ý nữa không không ông định nói vật gì kia vàng ngọc một thứ đồ cổ mặt nhằm thanh đao cổ chẳng hạn không có Thế trong đời bác sĩ Ông xem có ai thù oán gì không Theo ý tôi thì đoàn chỉ có những người bạn thân Bạn thân là những ai Một vài người trong trường thuốc Thế còn cô Tuyết Loan Chị tôi cũng chỉ có những chị em bạn cũ Ở trường nữ sư phạm Từ ngày xin học ban hồng thập tự Chỉ có một hai cô bạn mới thường qua lại đây Cô Tuyết Loan có mãi đi học không Có lẽ không Chị tôi không thiết làm gì nữa Sáng ngày khi nghe thấy tin đoàn chết Tôi tưởng chị đến phát điên mất Thầy mẹ tôi về ấp vắng với đứa em nhỏ Còn tôi thì không biết an ủi thế nào cho phải Sự đau đớn tuyệt vọng của chị tôi thật đáng thương Chúng tôi không ngờ đến việc ám sát như tin ông vừa rồi Nhưng giá trị tôi biết thì có lẽ còn khổ hơn thế nhiều Lê Phong xem đồng hồ rồi bảo người thiếu niên Bây giờ tôi phải đi có việc Mà cô Tuyết Loan chắc chưa về ngay được Vậy để lúc khác, để chiều hôm nay Tôi sẽ xin đến hỏi thêm cô Tuyết Loan ít điều cần thiết Bây giờ phải yên lặng Dặn dầu cô Tuyết Loan cũng vậy Và khi thuật đến việc tôi đến phỏng vấn Thì phải khéo léo giữ đừng cho tên đầy tớ nhà ông nghe thấy hay ngờ vực điều gì Đối với nó Ông vẫn sai bảo như thường Nhưng phải để mắt xem từng cử chỉ của nó Nhất là phải xem xem Có ai hỏi han nó điều gì không Và phải để ý nhận xem người đó là hạng người như thế nào Ông nhớ nhé Vâng, thế ra việc này bí mật thế kia Bí mật và gây gớm hết sức Kẻ thù quỳ quyệt lần trong bóng tối Mà hành động nhưng vẫn chưa chắc đã thoát khỏi tay tôi À có điều này tôi muốn dặn ông Hai cụ khi nào về Ông với cô Tuyết Loan cũng đừng đả động gì đến Việc bí mật vội Các cụ lo sợ không có ích gì Thôi chào ông Có tiếng xe đỗ ngoài vệ đường Rồi tiếng chuông bấm nhìn ra qua hàng rào lư thưa cây lá Lên phòng thấy bóng một người đàn bà Có lẽ cô Loan đã về Người thiếu niên đứng dậy chạy ra xem Lê Phong cũng đứng dậy theo Thì thấy chàng ta vui vẻ gọi bằng tiếng Pháp Ô kìa cô Henry Cô đi đâu thế Người thiếu nữ ngoài cổng đáp lại cũng bằng tiếng Pháp Anh Phương anh ở đây à Tôi đến hỏi cô Tuyết Loan Tuyết Loan là chị tôi Cô vào chơi Lê Phong lúc ấy cũng tới sau lưng người thiếu nữ Anh bỗng kêu lên một tiếng hỏi Ô kìa Thì người thiếu nữ cũng vừa nhận được ra anh Vội vàng quay ra nhảy lên chiếc xe tay Bảo chạy ngay tức khắc người thiếu niên ngạc nhiên nhìn lê phong thì thấy anh trừng mắt và lăm lăm muốn chạy đuổi theo chàng ta vội hỏi ai đấy lê phong không đáp hỏi lại ông quen cô này à vâng quen thân không bạn cùng học một trường cô ta ở ban triết học từ hồi đầu năm nhưng bây giờ hình như không học nữa trường albert sơ vâng lưu học sinh không ở ngoài con cá nhà ai thế Tôi không biết hình như nhà giàu lớn và là con đỡ đầu của một người Sài Gòn vào làng Tây Tên cô là Henry Vâng, Henry Mai Hương Nhưng tại sao định hỏi chị tôi lúc trông thấy ông cô ta lại chạy mất Lê Phong không đáp, ngẫm nghĩ nửa phút Bắt tay người thiếu niên rồi ra ngay Lê Phong đã trông hút bóng cái xe tay Và đã nhận kịp được số xe Amic 846 Anh mắm môi chạy một mạch về phía nhà chớp bóng Majestic được chừng ngót trăm thước thì anh vui mừng nhận thấy người thiếu nữ vẫn chưa rẽ sang phố khác đang cho xe tiến thẳng về phía bờ hồ trương bảy mặt đối mặt lê phong liền nhảy lên một chiếc xe kéo gần đó dục xe chạy hết sức man vẫn nhìn dán lấy mẫu áo người thiếu nữ miệng lẩm bẩm lần này mà trốn thoát thì một là cô ta có phép lạ hai là chính mình là một đồ tội anh định bụng rằng sẽ dùng hết cách để dò biết tung tích người con gái cho bằng được Sẽ đuổi theo cho đến cùng thế giới Sẽ giữ cô ta lại hỏi cho ra các điều khó hiểu mà nếu cần Anh sẽ gọi lính cảnh sát giúp sức nữa cũng nên Lúc ấy thì Lê Phong không ngờ nữa Anh đoán chắc, anh tin chắc chắn rằng cô ta chính là chủ động trong vụ ám sát Một người nham hiểu, một tên gian ác Và thấy lòng tức giận căm ghét người thiếu nữ như một kẻ thù Hai xe còn cách nhau có chừng 30 thước dư san để anh có thể đánh bóng được và đủ gần để anh nhận được các cử chỉ của cô người thiếu nữ hình như không để ý gì đến lê phong hình như cô ta cũng không biết rằng anh đang đuổi theo thứ tản nhiên như chẳng ngờ sự gì không một lần nào lê phong thấy cô ta ngoảnh đầu trông lại nhưng lê phong chợt giữ ý trên kia người thiếu nữ giờ cái ví đầm mở ra trước mặt và như đang chăm chú tô lại cặp môi son anh ngồi né sang một bên xe cố ý cho mấy người trên chiếc xe hơi vừa vượt lên che khuất mình và lẩm bẩm nói cái gương, phải, cái gương ở ví đàn bà thỉnh thoảng cũng dùng vào những việc khác, việc trang điểm. Chiếc xe hơi đi khỏi, nhìn đến vẫn người thiếu nữ chưa đậy ví lại, Lê phòng khó chịu vì biết rằng trong mảnh gương thể nào cô ta cũng soi thấy bóng anh. Không cần, trông thấy ta, nhưng cũng không thoát khỏi tay ta được. Xe đến trước hiệu Goda thì bị ngãn lối vì mấy chiếc xe hơi ở trang tiền và ở cuối hàng khay qua lại liên tiếp. Dưới này Lê Phong thúc xe chạy lên Người thiếu nữ lúc ấy mới có vẻ bối rối Quân ngoảnh trông vội lại Bảo hạ xe xuống trả tiền trông lại lần nữa rồi nhanh chân bước vào cửa chính hiệu Goda Lê Phong không để mất một giây Anh theo tới nơi thì vừa kịp thấy người thiếu nữ thoan thoát đi đến chỗ bán sách giấy Chỗ đó rộng và vắng người Nên Lê Phong không sợ cô tan lần mất Anh quăng tiền trả phu xe rồi tức khắc chạy vào anh sừng sốt và thấy một thứ cảm giác khó chịu lạ lùng Vì trái với điều anh tưởng Người thiếu nữ không trốn tránh đang ung dung đứng dở xem một cuốn sách tây Lê Phong ngừng bước lại Chưa biết nên xử trí ra sao Thì thấy người thiếu nữ ngừng lên nhìn Hai người đứng cách nhau không đầy một thước Mắt cô ta vẫn đen sáng và vẫn có cái nhìn Cười cợt như lúc Lê Phong trông thấy lần đầu Nửa phút lặng thinh Sau cùng người con gái hỏi một cách rất tự nhiên Lại gặp ông làm như hai bên gặp nhau Chỉ là vì ngẫu nhiên chứ không phải Lê Phong theo đuổi Lê Phong không kịp nghĩ gì hết Anh gần như quên cả các điều kỳ dị Nghe tiếng nói nhẹ nhàng Trong cái miệng cười tươi Với thấy cả cái dáng kiều lệ đáng yêu của cô ta Có một vẻ dịu dàng ấu yếm Quyến luyến lạ thường Anh bất chợt thấy mình đứng phóng người ra Trước cái nhan sắc kia thì bực mình Đến đổ tội cho hai con mắt người thiếu nữ Phải Hai con mắt sắc đen lánh Sâu xa này còn giấu không biết bao nhiêu điều bí hiểm độc ác Ta chớ tin cái bề ngoài hiền lành Nhưng đó là lý sự quả trí Còn lòng anh thì có nghĩ như thế đâu Anh lại sắp thấy cử chỉ của mình lúc đó là ngây ngô Là lố bịch Và thấy cần phải hỏi một câu gì mới được Vì anh theo đuổi cũng chỉ cốt để hỏi cô ta kia mà Lê Phong hỏi rằng Thưa cô Người tu nữ lại nhìn Lê Phong Thưa ông Nhưng Lê Phong quả quyết đột ngột dằn từng tiếng Thưa cô Mai Hương mai hương henry vâng ông muốn dạy điều gì cách nhắc lời của thiếu nữ lại làm cho anh thêm khó chịu nhiều lần nữa thưa cô trong vụ án mạng ở trường cao đẳng vụ án mạng mà cô đã biết rất rõ tôi thấy cô là một người rất đáng chú ý một người có can thiệp mật thiết một người rất khả nghi cho nên tôi tưởng cần phải hỏi cô ông cần phải hỏi tôi ông nghĩ tôi mà tại sao mới được chứ cô ta cười nói tiếp luôn Tại tôi là một thiếu nữ có mặt ở trường cũng như ông Cũng như bao nhiêu người trong lúc xảy ra án mạng ư Lê Phong cau mày Tại thế với lại nhiều cứ khác nữa Vì cô phải Vì chính cô đã viết cho tôi cái giấy này trước khi xảy ra án mạng Lê Phong đưa ra mảnh giấy đe dọa nhặt được ở chân cầu thang trường đại học Và cái giấy thứ hai này lúc cô chạy trốn tôi trên đường cống vọng Lê Phong lại dơ ra cái giấy thứ hai Lại chính cô đánh điện thoại báo cho tôi biết rằng Sáng mai sẽ lại có một vụ ám sát nữa Người thiếu nữ bật cười Hay nhỉ Thế nhiên là ông cho là tôi là người chủ mưu các việc ám sát Một tay sát nhân đi nói trước cho người ta biết Đi tố cáo mình với người khác Mà người khác ấy lại là nhà trinh thám phóng viên Lê Phong Lê Phong không để ý đến vẻ mỉa mai trong câu nói Khi người ta là sát nhân Người ta có đủ mọi sự táo bạo Nhất là khi người ta giết người Biết giết người một cách quê quyệt Như bọn hạ thủ bác sĩ đoàn và lại cô báo trước cho tôi cốt để dọa tôi Để làm cho tôi sợ cách hành động của bọn cô Cô sợ báo thù Không dám tìm xét việc này Và... Và để cho cô yên tâm Làm các điều gian ác không rẻ Không hối hận, thản nhiên, bình tĩnh trước mắt mọi người Tiếng Lê Phong nói sẽ Nhưng giọng quả quyết Anh đứng gần lại người thiếu nữ Đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng như muốn thôi miên Nhưng còn có tôi Khi bọn cô làm những việc tài ác ghê gớm như ấy tôi sẽ khám phá ra sao huyệt bọn gian ác mà nay tôi đã biết những tay trọng yếu nếu tôi chưa có quyền bắt cả bọn ít ra tôi cũng có cách làm cho cả bọn cô phải vào vòng pháp luật tôi sẽ dò xét sẽ truy nã rồi sẽ tố cáo phải tôi có cách mà chỉ nay mai thôi bọn cô sẽ không ẩn mãi trong bóng tối được nữa đâu Suốt trong mấy phút Lê Phong nói Người thiếu nữ dưng mắt nhìn anh một cách vừa tinh nghịch Hóm mình, vừa ngây thơ Như đứa trẻ thấy người lớn làm một trò hay hay Sau cô ta cũng nghiêm sắc mặt nói lại Ông làm như chính tôi là thủ phạm thực Có lẽ ông tìm cách bắt tôi ngay bây giờ cũng nên Mà như thế chỉ vì ông gặp tôi luôn Vì ông theo đuổi tôi Và nhận được bảnh giấy mà ông nhất định bảo là tôi viết Trong lúc ấy Thì những thủ phạm chính thức Vẫn không được cái hân nạnh ông để ý đến như tôi mà ông lấy những chứng cứ gì buộc cho tôi là thủ phạm mới được chứ Lê Phong thấy những lời ấy nói ra một cách thành thực, bạo dạn và lại có lý nữa Cũng người lấy làm khó nghĩ Nhưng anh nhớ lại những cử chỉ lạ lùng của cô ta từ lúc sáng nên thong thả trả lời Có những trường hợp khác thường Tôi thấy cô ra mặt rồi lại tìm cách lẩn tránh Tại sao cô lại lẩn tránh tôi? Tại sao tôi lại lẩn tránh ông? À tại sao ông lại tưởng tôi trốn tránh ông? Khi người ta thao một người đi trước thì người đi trước nhất định là một kẻ chạy trốn nữa. Ồ thế thì những ý nghĩ của ông kể cũng giản tiện thực mà... Bỗng nhiên người thương nữ im bặt đôi mắt lấm lét, cô ta cố sức giấu một sự bối rối mà không được, khiến Lê Phong quay lại nhìn, giật mình kinh ngạc. Anh vừa thấy hai người lạ mặt bước vào, một người bé nhỏ chặt 30 tuổi mặc quần áo tây màu tím thấm, đeo kính trắng, cổ quấn cây phu lan lụa ngũ sắc trước ngực, sợi dây đồng hồ vàng đau lùng lẳng, mấy cây vuốt cũng bằng vàng người có vẻ giàu sang nhưng dáng người quê kịch theo sau hắn ta là một người to lớn lanh lẹ nhưng người khúm núm như một kẻ bề dưới theo một người trên hắn ta mặc quần áo tây màu cho ngoài khác cái áo đi mưa và cụt một tay trái người cụt tay lê phong xe sẽ nói thế rồi ngoắt quay lại thì thấy người thiếu nữ đã chân tĩnh cô ta toàn bước tiến lên nhưng lê phong cản lại nắm hai tay cô đẩy lùi vào góc cân bán sách là chỗ vắng mặt nhất Đôi mắt ghê gớm nhìn như hai mũi tên cắm vào mắt cô ta Anh nói rất nhanh rất nhỏ nhưng đủ cho cô nghe thấy Dẫu thế nào cô cũng phải đứng đây Phải im không được nói Không được cử động Không được tìm cách thoát thân Không thì tôi thề sẽ sai bắt cô ngay tức khắc Khi Lê Phong đã quả quyết làm thẳng tay Cô cứ đứng nhìn đấy Nghe không Đứng với tôi Để tôi xem hai đứa kia giờ trò gì Hai người lạ mặt đi qua cắn bán nước hoa Qua chỗ bày các thứ vải màu Rồi đi đến cây chân thang các cách xa đó Đứng lại đưa mắt nhìn quanh quất như có ý tìm tòi Lê Phong dịu người thiếu nữ tránh vào một chỗ khuất Lúc ấy hai người lên gác Lê Phong lại nắm thật chặt Hai cổ tay người thiếu nữ và dọa Cô không đường có một cử chỉ nào khác Nếu không Người thiếu nữ nhíu đôi lông mày lại kêu đau Cố cựa ra nhưng không được Ồ hay ông có quyền gì mà Cô im ngay anh Toàn nói thêm Bỗng lại thấy hai người lạ mặt trên các bước xuống nhanh Và đang vội vã bước ra cửa Thức khắc anh nhảy sổ ra để đuổi Nhưng bị người thiếu nữ hết sức níu lại Khiến anh lại càng ham đuổi thêm Anh vung mạnh một cái rồi chạy ra Hai tay còn nghe tiếng con gái gọi to Ông Lê Phong đứng lại Ông Lê Phong đứng lại trời ơi Ra đến cửa Anh chỉ còn kịp trông thấy chiếc xe ô tô Trên đó có hai người lạ mặt Xe rẽ về phía sở cảnh sát hàng trống Và chạy rất nhanh Lê Phong bực dọc quay vào thì người thiếu nữ dị kỳ đã không còn đó nữa. Lê Phong biết không thể tìm thấy người thiếu nữ tinh quái kia được, chỉ đưa mắt nhìn khắp nhà hàng một lượt rồi bước ra anh thẩm nghĩ. Mai Hương, Henry Mai Hương, con gái Việt Nam vào làng Tây, nhà giàu lớn, người lanh lại một cách, xem ra lại là người học rộng nữa. Ừ, thế mà anh không có thể hiểu đối với vụ án mạng cô ta có liên lạc thế nào. Theo các việc xảy ra thì một là cô chủ mưu việc này, hay là cô là một tay lanh lợi của bọn sát nhân một bọn sát nhân hành động rất lặng lẽ rất chú đáo rất bí mật chẳng khác gì một đảng gian ác tổ chức rất khéo ở các nước âu tây mà cả người thiếu nữ cũng vậy cũng lạ lùng cũng thấy nguy hiểm cũng có những cử chỉ dị thường của một con nữ tàng bên mỹ hay bên anh ta có ngờ đâu rằng nước nam này lại nảy nói ra những vật quái ác như thế anh nghĩ đến người thiếu nữ thoát khỏi tay anh một cách dễ dàng như mấy lần trước thì tự hổ thẹn như một người bị kẻ khác khinh thường coi mình như một trò cười rồi nghĩ đến lúc cô ta trông thấy hai tên lạ mặt ở trong hiệu gô đa liền phòng không thể nén được giận ồ nó quỷ quyệt đến thế là cùng cái vẻ tươi cười thản nhiên lúc đối diện với ta sao mà đóng khéo thế tí nữa ta đã tưởng là ta đã nghĩ lầm tí nữa ta tin rằng nó chỉ là một người thiếu nữ thích mạo hiểm và để ý đến vụ án mạng cũng như ta ngờ đâu chính nó nó đã đánh cháo cho hai tên kia Nó toàn giữ ta lại lúc ta trực đuổi chúng Lê Phong bực tức lắm Anh ta lại buồn nữa Bây giờ là lúc anh không được bán tín bán nghi Về cái tội ác của người con gái Là lúc anh đã chắc chắn Biết rằng cô chỉ là một nhân vật nguy hiểm Anh thấy ảo não về những cảm tưởng chua cay Chưa từng có bao giờ Lê Phong gọi một chiếc xe Nhảy lên giao người xuống nện xe Bảo chạy về phía chợ hôm Rồi ngồi bần thần trên đó Anh lắc đầu thở dài Trời ơi, Tại sao một người có duyên Một bậc nhan sắc đến thế kia Lại học thức, lại giàu có Mà lại đi làm những việc tối tăm đến thế Giết người hay chẳng gì Cũng đồng mưu với một bọn giết người Thế nhiên là tay kia đã rúng vào máu Đã thành một kẻ đáng khinh bỉ, đáng thủ Tại sao những việc ghê gớm bí mật kia Chẳng là những việc dành cho bọn mấy đàn ông thô bỉ Độc ác kia Hử, tại sao Lê Phong lấy làm lạ rằng Sao mình lại có những ý tưởng băn khoăn vừa rồi Mọi lần anh theo đuổi dò xét một việc gì anh có cái tâm trạng sáng suốt bình tĩnh của một nhà khoa học thản nhiên tra cứu lần này thì khác anh thấy lòng bối rối tâm trí mở ám nghị lực cũng như thiếu sót anh không kịp phân biệt rõ một manh mối nào của bao nhiêu trường hợp vừa qua lê phong nhắc đi nhắc lại một trăm lần rằng mai hương người thiếu nữ kỳ dị là một kẻ nay mai anh sẽ đưa ra trước công lý với bao nhiêu điều buộc tội ghê gớm khe khắt nhưng trong thâm tâm anh Anh lấy làm khổ sở lắm Không chắc anh đã có can đảm làm, làm Lê Phong sự kinh ngạc mà nghĩ rằng Hay là... Nhưng anh chưa dám tự thú thực với mình Cái điều vừa nghĩ đó Anh chỉ vội vàng trách anh Giận anh hết lòng hết sức Và cho rằng mình vừa có những ý tưởng điên cuồng Anh xua tay lên gió như rùa đuổi cái ám ảnh miệng nói Không, không, không thấy được Ta điên hay sao? Không, người phu xe đang cắm cổ chạy bỗng dưng lại ngoảnh đầu ra ý hỏi anh lê phong bật cười ồ oh, vô lý không cứ kéo đi rồi lấy thuốc lá hút lê phong thở một hơi rết dài rất nhanh rất mạnh đôi mắt lanh lẻ ngước nhìn trong những ngọn cây lần lượt qua trên đầu anh anh nhận gót giày ngừng sen lại gọi khẽ đan tên đầy tớ nhận được anh ra dáng mừng và hỏi lê phong thế nào sao lúc nãy anh đi ngay thế Yên đã, ta đứng tránh ra một chỗ nói chuyện tiện hơn. Hai người đã qua đây rồi chứ? Ba Cụt với chú du ấy à? Rồi, tôi thấy họ đi ô tô đến đây đỗ lại một tí rồi đi ngay, đi về phía bờ hồ. Thế không dặn gì thêm mà? Không ạ, à, dặn gì thì họ sai người dặn, không bao giờ họ bảo thẳng tôi và lại. Được rồi, cô Tút Loan vẫn chưa về à? Chưa, thấy anh cũng chưa gặp họ à? Họ đây vừa có thể là hai người lạ mặt Vừa có thể là cả một đảng mà hai người đứng đầu Lê Phong chưa biết tên Đan muốn nói đến ai Nên trả lời một câu không nhất định Chưa gặp vội Thôi tôi đi Cẩn thận nhé Lê Phong muốn hỏi thêm Nhưng sợ tên đời tớ sinh nghi Nên anh bí mật đưa mắt cho nó một cái rồi quay gót Lúc trở lại chỗ xe hơi của anh Đỗ Lê Phong mỉm cười xoa tay Trần Xuân Đan tức hồng Mai Hương tức người thiếu nữ kỳ dị Ba cụ tức người cụ tay Chú Du tức là người nạ mặt thứ hai Được rồi Cái đầu mối dây của mối bong bong Ta đã gần tìm được thấy rồi chương 8 Cái bóng theo hình Cái tin nhà thiếu niên y khoa bác sĩ Bất thình lình bị chết giữa lễ phát bằng Làm cho dư luận khắp thành phố Hà Nội Xôn xao lên Theo các báo hàng ngày ra buổi trưa hôm đó Thì bác sĩ đoàn chết vì ngộ cảm một vài tờ báo đoán rộng rằng bác sĩ vì làm việc quá nhiều Ngoài bản luận án bác sĩ Trần Thế Đoàn lại đang lưu tâm dự bị soạn những sách khảo sát về lịch sử y học cổ ở nước Tàu Báo nào cũng đăng hoặc sơ lược hoặc kỹ càng Một bài nói về đời riêng của bác sĩ Đoàn sau bài tường thuật cái chết đột ngột ở trường cao đẳng Báo nào cũng than tiếc một thiếu niên có tài, có trí, có hy vọng rực rỡ của nền y học nước Nam trong số đó cũng có tờ báo chịu dò xét khi nói đến bác sĩ có đả động đến hai tiếng ám sát và đặt một cái nghi vấn trong vụ này. Xong bài đó chỉ là một đoạn ngắn, lời lẽ hồ đồ không dám quả quyết. Công chúng vì thế cũng chỉ theo các báo mà sừng sốt và phàn nàn cho số phận người chết, chứ không ai ngờ đến cái án mạng kỳ bí mà Lê Phong ra công điều tra. Nhưng đến 3 giờ chiều thì tình thế khác hẳn. 3 giờ chiều là lúc báo thời thế phát hành. Những đầu đề in rất to Bác sĩ đoàn bị ám sát giữa cuộc phát bằng Tin chắc chắn của bản báo phóng viên Cuộc phỏng vấn vội vàng Những điều tuyên bố sau cùng của nhà thiếu niên bác sĩ Khiến cho ai đã cầm tờ báo lên Cũng phải kinh ngạc Đến khi họ đọc những lời xét đoán rất chắc chắn Mà chính tay Lê Phong viết ra Thì ai cũng phải dùng mình Cho là một điều quái gở chưa hề xảy đến bao giờ Người ta tin là sự thực hiện nhiên ngay Và biết rằng việc này Chắc còn nhiều đoạn ly kỳ nữa Báo thừa thế lại được hoan nghênh thêm một bậc nữa những giấy nổi thêm báo ở các đại lý trong thành phố và sự hấp tấp của bọn trẻ bán báo làm cho ban trị sự luôn bận rộn. Trên tòa soạn, mọi người đều nói đến những tiếng đại thắng kịch liệt và dự bị bàn với ban trị sự cho pháp in gấp đôi số báo hôm sau. Trong lúc đó thì Lê Phong ngồi một mình ở phòng bên, lưng ngả lên chỗ đưa ghế bành, hai chân gác thượng lên bàn, mặt ngửa nhìn lên trời đôi mắt lim dim nhìn cói thuốc lá bay lên từ từ mặt có vẻ đăm chiêu như người đang lắng hết tinh thần xuống để suy nghĩ anh ôn lại các việc xảy ra từ phút thứ nhất của câu chuyện án mạng từ lúc gặp bác sĩ đoàn cho đến lúc anh gặp một người thiếu nữ tên là mai hương lần cuối cùng bao nhiêu việc bí mật rắc rối thêm mãi lên và tiếp nhau trong hơn nửa ngày thực từ xưa đến nay anh chưa thấy lúc nào tinh thần anh làm việc dữ dội đến thế mà kết quả Kết quả nào có gì đâu Anh chỉ như người lạc vào một nơi mịt mù Không biết phương hướng nào mà đưa bước Anh đã tự hỏi không biết đến lần thứ mấy mươi Rằng người thiếu nữ kia là người như thế nào Đối với vụ án mạng này Cô ta có hẳn là một kẻ chủ mưu nguy hiểm không Hay chỉ là một kẻ đồng phạm Nhưng chủ mưu hay đồng phạm Cô ta cũng là một tay lợi hại và táo tận Danh mãnh và ngạo nghễ Một người kỳ quái vừa làm cho anh tức giận Vì những cử chỉ bí mật vừa làm cho anh thầm mến vì cái duyên đầm thắm và vầy áo ngả lệ kiều lúc nào ta cũng gặp cô ta chỉ gặp cô ta làm gì cũng thế đến đâu cũng thế cô ta cũng đột nhiên nhận ra như để dò xét hoặc ngăn trở việc của ta làm thật là một cái bóng hình mà là một cái bóng không thiếu vẻ diễm lệ nếu cứ thế này mãi nếu ta cứ phải mất thì giữ mãi về cái bóng lạ lùng ấy thì ta còn tâm trí nào mà theo đuổi bọn gian lê phong tuy nghĩ vậy nhưng trong tâm tưởng vẫn rõ rệt hình ảnh của người thiếu nữ nhất là vì trước đó không đầy nửa giờ lúc anh một mình dò xét trong trường cao đẳng để tìm những dấu vết của hung thủ anh lại thấy cả dấu vết của mai hương lúc đó vào khoảng ba giờ rưỡi chiều lê phong cho xe hơi đỗ ở trước cổng trường đại học cửa chính đóng anh phải đi lối cổng do cửa sau lẻn vào giảng đường trong giảng đường vắng ngắt ánh sáng yếu ớt trên và hai bên cửa kính cao mập mờ soi xuống Lê Phong đến ngồi trên một hàng ghế để tưởng lại cuộc lễ phát bằng. Đó cũng là một nối làm việc riêng của Lê Phong. Khi nào lý trí không đủ sức suy đoán một việc gì thì anh gọi đến sức tưởng tượng, đến trực giác và đến cái tài đặc biệt mà anh gọi là cái cảm giác quan thứ sáu của mình. Câu anh tự hỏi lúc đó là Trong một nơi có mấy trăm công chúng giữa ánh đèn sáng như lúc đang có lễ phát bằng ở đây hung thủ làm thế nào mà giết được đoàn? Rồi anh hết sức nghĩ cái không khí im lặng ở trong giảng đường rất tiện cho việc suy tưởng của Lê Phong Không đầy 5 phút mà anh đã thấy nảy ra một tia sáng Lê Phong đứng dậy đi vào phía trong Bên trên cái ghế mà Trần Thế Đoàn ngồi lúc sáng Anh quỳ xuống đất rồi nhìn chăm chú xuống chân ghế để tìm một vật Tìm quanh ghế không thấy Anh lại bò ra những chỗ gần đó Đếm từng viên gạch xem từng khe Lại lật cả mép cái thảm dài dưới đất Nghĩa là anh cẩn thận không bỏ qua cặp mắt luận lý một tí gì Sau cùng Lê Phong sẽ reo lên một tiếng vui mừng vì anh đã thấy lấp loáng một vật nhỏ và dài như cái tăm nằm lan dưới mép thảm. Đó là thứ kim tiêm làm theo kiểu đặc biệt, mũi kim rất nhọn. Lòng kim cũng thông nhưng chân kim không có cái mấu đồng để cắm vào ống thủy tinh như mọi chiếc kim khác. Lê Phong đứng lên, cẩn trọng cầm lấy giữa mình kim ở hai đầu ngón tay, ngắm nghiếm một lúc. Đây rồi, ta đoán đúng thật, đây là khí cụ giết người. Ồ, quả thực đúng nó khôn khéo. Tính được cái mưu thần quái này phi người có học thức, người thông minh lắm, còn không ai nghĩ ra được. Lê Phong mừng đến nỗi không nghĩ gì đến sự giữ gìn. Lấy đèn bấm trong túi ra soi đầu mũi kim và nhận ra đó là thứ kim tiêm có đựng thuốc độc. Một thứ độc ta phải phân chất mới biết rõ, nhưng kết là một thứ độc ghê gớm. Thực chẳng còn thứ gươm đau nào, chẳng còn thứ súng đạn nào giết người nhạy hơn được, sáng nay đoạn chết mà cả đến người bên cạnh cũng không ngờ cái kim bắn đến một cách bất tình lình thì ai để ý mà thứ thuốc độc gây gớm chắc thấm vừa mau vừa êm nhưng sau đoàn lại để rơi xuống sáng nay người ta chú ý có thấy đoàn dây dụa gì đâu một sự tình cờ chăng hay mũi kim chỉ đâm vào thịt một chút rồi rơi ngay xuống mắt Lê Phong soi mói nhìn vòng mấy lượt chung quanh chỗ chân anh đứng bỗng thấy một mảnh giấy trắng cách đó ba bốn thước Lê Phong dùng mình nghĩ đến mảnh giấy bí mật có những lời đe dọa anh. Lê Phong vội vàng chạy nhặt lên coi Thì cả hai mặt đều không có chữ Nhưng để ý thì thấy trên mảnh giấy Có những nét hằn xuống Hình như có vết giày đàn bà Lê Phong nhận thấy nóng gian người lên lẩm bẩm nói Mai Hương Lại là Mai Hương rồi Mai Hương vừa ở trong này Chắc cũng tìm như ta ư Ồ thế thì quái lạ thật Nếu không phải là một hung thủ Tìm cách làm biến tăng vật Thì còn là ai Trời ơi trời ơi Sao lại có người cả gan đến thế ngay lúc đó có tiếng đồng ở phía trong anh ngoắt quay người lại thì thoáng thấy một tà áo hồng lọt vào cái khung cửa nách tối om lê phong như người hóa dạy nhảy vào đó rẽ qua lối tay phải chạy qua một đường hẻm rồi ra cửa chính trường đại học nhưng chợt nhớ cửa ấy khóa anh quay ra sân rẽ ra cổng ngoài cổng người thiếu nữ đang dạo chân bước về một con đường khuất và nhảy lên chiếc xe hơi neva sport lê phong cho xe mình chạy quay được một vòng trở lại thì đã không thấy tăm mơ chiếc xe kia đâu bây giờ ở tòa soạn ngồi nghĩ lại những việc xảy ra rất nhanh chóng ấy lại hiện đến trong trí Lê Phong rất rõ ràng Lê Phong chắc hẳn rằng người thiếu nữ lúc nào cũng để mắt đến anh trong khi tìm kiếm trong giảng đường và thế nào cũng biết rằng anh đã lấy cây kim tiêm là thứ tăng vật chắc chắn để buộc tội hung thủ Lê Phong kéo dài hai chân lại đè xuống đất rồi ngồi thẳng dậy lấy phong bì gấp ở trong ví ra anh mở phong bì lấy cái kim tiêm anh gói cẩn thận trong đó rồi chăm chú ngắm lại một hồi lâu tối hôm nay về nhà phân chất thứ thuốc độc vào hạng nào Nicotine hay là nọc rắn Ta đọc sách còn thấy nói chất này là thứ độc nhất Nguy hiểm nhất mà bọn Phi Châu vẫn dùng để ngâm tên Lại còn những thứ nhựa cây ở thượng du quả giống mán nữa Cả một bài dược tính cần phải khảo nghiệm để tìm ra một cái kết quả còn con Bây giờ thì ta xét xem hung thủ dùng cách nào để máy hay bắn cái kim đến người bị giết Còn có nhiều cách một cái súng loại nhỏ chế kiểu riêng mà cái kim này là đạn một thứ ống si đồng rất tinh xảo một thứ máy kỳ cục mà dễ giấu hay là hay là ô, hay là lê phong chợt đứng phát dậy hai mắt sáng quát hai gò má ửng đỏ phải hay là một thứ máy ảnh giả phải chứ một thứ máy ảnh máy ảnh thì rơi lên lúc nào mà trả được ở đâu mà trả được rồi tách một cái lọ so bật cái kim bắn hung thủ có thì giờ nhắm kỹ kẻ bị giết mà không cần phải giữ ý với ai. Lê Phong nghĩ đến những cái chóp Magnesium trong lễ phát bằng. Nghĩ đến bọn thợ xoay quanh bác sĩ đoàn và nghĩ đến cái máy ảnh xinh nhỏ ở trong tay người thiếu nữ kỳ dị. Những tia sáng ấy vụt đến trong trí Lê Phong cùng một lúc bao nhiêu cử chỉ của Mai Hương cùng hiện ra. Mai Hương, người thiếu nữ lạ lùng, người thiếu nữ khả nghi, người thiếu nữ giết người. Lê Phong đập tay xuống bàn. Một trăm chứng cứ dành dành ra đấy Phải Cô em quỷ quyệt đến thế nào cũng không thể chối được Mà chính ta Chính tay ta sẽ bắt cho bằng được cô em Bây giờ phải làm việc cho có thứ tự Ta chưa rõ cái cơ chính của vụ ám sát Nhưng ta sẽ biết Vì hiện nay chợt nghĩ ra Lê Phong chạy sang phòng bên hỏi Văn Bình Văn Bình Anh đã cho người cầm tờ giấy của tôi cho cô Lý Tuyết Loan rồi chứ Mang rồi Mà anh đã dặn kỹ đừng cho ai biết chứ Kỹ thế nào không Nhưng sau 7 giờ cô ta chưa đến Tôi hẹn cô ta 7 giờ đến Tôi hỏi có việc cần Sao anh không đến tận nhà cô Loan Đến rồi nhưng cô ta đi vắng Đến nữa sợ họ nghi Nhà ấy có một thằng nhỏ tôi đã dò biết được thái độ của nó Lê Phong kể lại câu chuyện gặp thằng nhỏ Ở số nhà 99 đường Huế rồi tiếp Nhưng chỉ có điều tôi lên làm lạ rằng Sao nó mắc mưu tôi sớm thế Một tên đồ đảng của tôi giết người Cần phải danh mãnh hơn nhiều chứ Bỗng có người bảo Lê Phong Thưa ông có người hỏi ông Ai đây Một người đàn bà Cô Tiết Loan rồi Được Mời người ấy lên Sang buồng bên Rồi Lê Phong dặn Văn Bình Tôi muốn nói chuyện riêng với Lý Tuyết Loan Trong khi ấy Ai hỏi anh cũng bảo tôi đi vắng nghe Lê Phong đóng cửa ngang lại Rồi vào bàn giấy Quay lưng ra cửa sổ Và quay mặt ra phía cửa vào Sau khi kính phủ lần ren Bóng một người đàn bà đứng ngoài như chờ đợi Lê Phong lấy sẵn bút giấy ghi chép và đặt vào cái phong bì, cái kim tiêm bên lọ mực rồi cất tiếng nói. Mời cô vào. Cửa mở, Lê Phong sừng sốt đứng phát dậy, vì người bước vào không phải là Lý Tiết Loan mà chính là Mai Hương. Lê Phong bất giác nắm chặt tay lại, mắt nhìn người thiếu nữ trừng trừng. Anh không kịp hiểu, kịp đoán xem cô ta sao lại đến đây. Anh không đời nào lại ngờ rằng cô dám táo tợn đến thế, anh đứng lặng ra đó Đợi xem cô ta dở những trò gì ra Nhưng thiếu nữ không có vẻ nhanh nhẹn tinh quái như mọi lần Cô tán lấm nét nhìn quanh quẩn trong nhà Màn có sắc lo sợ cử chỉ bối rối Lúc gặp đôi mắt thủ hẳn của Lê Phong Thì cô vội nhìn xuống Xe xe khép cửa lại Rụt rè tiến lại gần bàn Lê Phong chợt sẵn tiếng hỏi Cô Mai Hương Thì Mai Hương hơi giật mình ngẩng lên Vâng tôi Rồi nói nhanh Thưa ông ông hẳn không đợi đến việc tôi vào đây nhưng xin ông cho tôi nói tôi sợ lắm hiện giờ tôi đang bị người ta theo dõi những kẻ thù ghê gớm toan hại tôi lê phong ngắt lời cô cô lại có kẻ thù à vâng ông không tin nữa nhưng thực tế vừa rồi qua đây lúc sắp bước vào tôi thấy bóng mấy người lê phong lại ngắt lời nhưng người nào thưa ông nói ra thì quá dài mà lúc này tôi bối rối lo sợ lắm ông cho phép Tôi xin kể đầu đuôi ông ngay sau Ông đừng hỏi tôi vội Lê Phong nhìn người thiếu nữ từ đầu đến chân dáng người thanh lịch Nhưng không kém phần rắn giỏi Cô mặc một cái áo màu hồng phớt Kiểu mới, giản dị nhưng trang nhã Cô đeo một cái vòng vàng có đính mấy điểm ngọc xanh Hai bàn tay trắng và mềm Ngón trỏ muốt nhẹ nhẹ đặt lên mép bàn Và hơi run lên vì cảm động quá Khuôn mặt thì cực kỳ thanh tú Tươi tán trẻ trung Và có một vẻ cao quý khác thường nước da nhỏ đánh phấn khéo đến nỗi màu đào trên hai gò má lê phong không biết là màu quả phấn hay là màu quả chính da cô ta thường trông xuống luôn dưới đôi mày cong hàng lông mi uốn dài thường chỉ trên đôi mắt trong đen và sắc sảo lê phong ngắm mãi cái nhan sắc tuyệt vời ấy và kinh ngạc tự bảo mình rằng con người như thế lại có thể là một người gian ác được ư thưa ông lê phong lời nói dịu dàng của mai hương làm lê phong như sực tỉnh lại thưa ông lê phong có lẽ những việc xảy ra hôm nay mà trong lúc đó ông cũng thấy có tôi đã làm cho ông tưởng là người kỳ quặc lắm. Nhưng đó vì ông chưa hiểu. Sẽ có dịp tôi xin nói rõ cho ông biết mọi điều. Còn bây giờ thì chưa thể được. Tôi hiện giờ đương còn có trăm nghìn cái lo, cái sợ. Quanh mình toàn thấy những sự kinh khủng. Không biết rồi chính tính mệnh tôi có toàn vẹn được. Lê Phong bỗng hỏi một câu đột nhiên. Lúc nãy nhờ trường cao đẳng cô cũng lo sợ thế phải không? Ông muốn hỏi lúc ông tìm được cái kim tiêm ư? Phải lúc chiều Mà cô cũng biết tôi nhặt được cái kim tiêm Hung thủ dùng để giết người à Mai Hương liền thưa Vâng vì tôi thấy ông chăm chú xem Rồi bỏ vào trong một cái phong bì nhỏ Thế cô có biết cái kim ấy ở đâu mà đến không Ông vừa nói là của hung thủ dùng để giết người ư Mà hung thủ Lê Phong trông thẳng vào mặt người thiếu nữ Cô có biết là ai không Mai Hương xe sẽ, sẽ thưa sao ông lại đem câu hỏi đấy hỏi tôi lê phong nghĩ tầm có có lẽ nào đó giả vờ khéo được đến thế rồi anh lại nói tiếp là một người cầm máy ảnh phải cái máy ảnh ấy chính là thứ máy ảnh bí hiểm tinh xảo dùng để bắn cái kim tiêm trong đó có thuốc độc cô hiểu chứ người tiêu nữ lắc đầu thở dài ra ý không thể hiểu được lê phong cố ý dình xem trong đôi mắt kia có vẻ hoảng hốt nào không nhưng lúc đó chỉ thấy hình như thoáng qua những ánh lửa vui vẻ Cô ta mỉm cười và nói Ồ ông đoán tài nhỉ Nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao ông lại đem việc ấy hỏi tôi Chương 9 Những chuyện kín của cô Mai Hương Người thiếu nữ nói rồi lại mỉm một nụ cười buồn Đôi mắt dịu dàng nhìn Lê Phong long lanh như làn suối trong có tiên nắng giỏi Lê Phong vẫn nhìn cô ta một cách ngờ vực nghiêm khắc Nhưng lòng phân vân như người không biết xử trí thế nào cho phải đường một lát anh chờ thỏi một câu Cố ý làm cho người thiếu nữ lúng túng Từ nãy đến giờ cô chưa nói rõ cô vào đây làm gì Cô ta trả lời Để được gặp ông Sao lại để gặp tôi Cái vẻ nhanh nhẹn lại hiện ra trên mặt Mai Hương Vì tôi muốn được gặp ông Mà nếu tôi đoán không sai Hình như ông cũng muốn thế Lê Phong khó chịu lại sẵn tiếng hỏi Thì giờ của tôi ít lắm Cô nên nói vắn tắt cho Phải tôi muốn gặp cô thật Muốn gặp cô đã lâu rồi Mà gặp bằng cách khác bây giờ nhiều Nghĩa là Nhưng có lẽ tôi không phải là người cho cô chất vấn Nay tôi hỏi cô đến đây có ý nghĩa gì Người thiếu nữ chừng muốn đáp lại Bằng một câu danh mãnh theo thói quen của cô ta Nhưng thấy sắc giận của Lê Phong Mới thấp giọng đáp Thưa ông tôi đến đây Như lời tôi đã nói vừa rồi Là vì tôi muốn được gặp ông Nhân tề để cho ông khỏi phải nghi ngờ theo đuổi tôi mãi có lẽ những cử chỉ của tôi trong vụ án mạng vừa rồi đã làm cho ông phải ngạc nhiên nhiều lần. Có lẽ ông nghi cho tôi nhiều điều quá đáng nữa. Nhưng nếu ông biết rõ, ông thấy rõ đầu đuôi câu chuyện cũng như tôi, thì chắc người thô nữ mà lúc nào ông cũng thấy quanh quẩn ở gần ông chỉ là một người như mọi người khác. Mà nếu một vài việc không bắt tôi phải có một vài cử chỉ khác lạ, thì ngay từ lúc đầu ông đã coi tôi như một người bạn chứ không phải là một kẻ thù. Lê Phong chỉ trả lời. Xin cô nói vắn tắt cho, Thưa ông, câu chuyện của tôi lôi thôi lắm Đem kể rõ ra đây sẽ làm mất thời giờ của ông nhiều quá Còn bây giờ... Không, tôi cần phải biết Trước hết, ông hãy cho phép tôi hỏi mấy điều đã Ông đã thấy manh mối nào trong vụ ám sát của Trần Thế Đoàn chưa? Tôi tưởng đã tìm được nguyên ủy vụ này Mà chậm lắm chỉ mai kia Tôi đã có thể bắt được bọn hung thủ Mãi mai kia ư? Phải, vì bọn này quỷ quyệt, quyệt lắm trong bọn có những người học thức nữa Mà nhất là có một tay lanh lợi nguy hiểm táo tợn một tay đàn bà Người thêm nữ vẻ mặt rất thản nhiên nhắc lại lời Lê Phong Một tay đàn bà Phải, một người đàn bà, một người thiếu nữ thưa cô Mai Hương Chính là... Mai Hương mỉm cười Chính là tôi, chính là người ngồi trước mặt ông Thưa ông Lê Phong, lúc này có lẽ là lúc nên suy nghĩ chu đáo nhất Vâng, tôi xin phục tài ông lắm Mà không phải chỉ riêng có lần này vì tôi đã đọc báo biết tài và nhất là tiếng ông đã lâu rồi nhưng xin ông cẩn thận hơn chút nữa một người mà ông nghi là tòng phạm trong vụ quan trọng này không khi nào dám tự dẫn mình đến trước một người có tài chinh tám như ông trừ ra khi người ấy là một nhân vật rào quyệt như bọn gian nác bên tây hay trừ khi là nhân vật trong tiểu thuyết lê phong co mày nói tiếp và nhất là khi người ấy là mai hương thế nhiên là ông cho tôi là thứ nhân vật đáng phục ấy ư không Tôi không được cái nhân ảnh đó. Ông chỉ mới dò được tên của tôi thôi, ông chỉ mới biết tôi là Mai Hương thôi, nhưng nếu ông điều tra kỹ càng hơn, ông sẽ biết rằng Mai Hương còn là một người nữ học sinh ở trường Amberstraw từ năm 1925 đến năm 1934, khi học đến gần hết ban lô thì bỏ trường và theo đuổi một công cuộc mà ai cũng cho là dở hơi, là làm nữ tài tử diễn kịch, gia thế không đến nỗi kém, có thể gọi là giàu được. Vì Mai Hương là con thừa tự độc nhất của một người nam rất đứng đắn và cũng giàu Nói thế để ông rõ cho rằng Mai Hương không tội gì là một kẻ giết người hay tòng phạm với bọn ấy Trái lại tôi là một người bị chúng theo đuổi, bị chúng mưu hại Chúng cũng chỉ mong giết được tôi như đã giết được Trần Thế Đoàn Duyên cứ vì đâu sẽ có lần tôi xin kể lại cho ông biết Hiện nay thì phải đề phòng, phải tránh kẻ thù Nhưng chỉ được đề phòng một cách kín đáo Không dám lộ việc riêng ra với ai Cả với người thân thiết của tôi cũng vậy thưa ông Nếu tôi không có can đảm Thì có lẽ tôi bị hại rồi Trong mấy năm nay Một mình tôi đã làm hỏng mưu của bọn kia nhiều lần Nhưng tôi thoát khỏi tay chúng Chỉ để mà thấy cái ghê gớm dữ dội hơn lên Chỉ làm cho chúng thêm mang ánh căm giận tôi hơn lên Lúc này là lúc tôi phải lo sợ nhất Chắc hẳn ông cũng biết những kẻ ám sát ba sĩ đoàn và mưu sát của Tuyết Loan là những tay coi thường cả pháp luật. Vì chúng làm việc giỏi không biết ngần nào, tôi là một người tính mệnh bị cầm lòng trong tay bọn ấy đó vừa rồi khi qua đây tôi chợt thấy bóng người theo lê phong hỏi cô đi bộ đi xe tay hay đi xe hơi đi xe hơi bởi thế tôi không thể trông thấy rõ người trong chiếc xe đi sau tôi tưởng là chiếc xe thường như mọi chiếc xe khác nhưng lúc đỗ trước cửa nhà báo thì xe kia vụt tiến lên hai người trong xe ló đầu trời ơi tôi hiểu ngay vì đó là hai người tôi vẫn gớm sợ người thế nào hai người ăn mặc rất răng và là bọn tin cẩn nhất của chủ du nhưng chùa du là người như thế nào tên đứng đầu vâng người chủ mưu mà tôi tưởng ông cũng biết chính là một trong hai người ông gặp ở trong nhà hàng gô lúc chiều lê phong ngầm nghĩ rồi lại hỏi cô với bác sĩ đoàn có liên lạc gì không không vậy thì sao cũng biết chúng mưu hại người thiếu nữ thở dài nhắm mắt lắc đầu rồi ngừng trông lê phong giọng nói tha thiết thưa ông xin ông hứa giữ kín cho tôi đến đây là mong nhờ ông vừa che chở vừa khám phá cho một việc rất quan hệ đến đời tôi nhưng trước hết xin ông hứa cho rằng ông sẽ không cho công chúng biết việc này trên báo trong việc bài tường thuật vụ án mạng bài tường thuật rất cẩn thận rõ ràng tôi thấy ông không nói đến tôi là người đáng cho ông nghi ngờ nhất tôi mừng lắm và rất lấy làm cảm ơn ông tôi mong rằng ông cũng cứ giữ kín như thế mãi bởi vì tôi thực có nhiều điều không để cho ai biết được tôi không hiểu vì nhẽ gì thư ông có nhiều nhé quan trọng lắm Một ngày kia tôi sẽ xin nói tường tận cho ông biết Còn bây giờ... Bây giờ thì sao? Bây giờ xin ông hứa với tôi rằng Đừng hỏi điều gì nữa Mà dù có hỏi tôi cũng chưa thể trả lời được Vâng, đó là điều trái ý ông thực Nhưng có lẽ riêng chưa thể chiều được ý ông Lê Phong chú ý nhìn Mai Hương một hồi lâu Đôi mắt dò xét cố hiểu lấy một phần tâm trạng người thiếu nữ lạ lùng ấy Trong vẻ bối rối lo sợ của cô ta Lê Phong vẫn thấy sự ngây tư với cái duyên đậm đà đã khiến cho anh nhiều lần khen phục. Quả thực cô là một người rất khó hiểu. Rồi lại nhắc lại. Phải, cô thực là người rất kỳ dị. Tôi không biết cô nên tin những chuyện cô vừa kể cho nghe không? Vì... Vì sao kia? Lê Phong đôi mắt đăm đăm gõ ngón tay xuống bàn. Vì... Vì có những trường hợp rất lạ lùng, rất rắc rối. Thí dụ như những bức thư đe dọa, những bức thư mà tôi xét ra chính tay cô viết Nét chỉ tuy cứng Vì viết theo lối chữ hoa Nhưng mảnh giấy quyết nhân là của cô Vậy thì tại sao cô viết cho tôi Tại sao cô báo cho tôi biết tin Trần Thúy Đoàn bị giết sáng nay Rồi lúc tôi theo vết xe cô Mà cả người đánh điện thoại về đây cho tôi Người ấy cũng lại là cô nốt Người thiếu nữ không đáp Cô ta dầu dầu trông xuống Thỉnh thoảng thấy giọng gắt của Lê Phong Cô mới nhìn mau lên một cái Rồi lại trông xuống ngay Lê Phong hỏi nữa Tại sao Cô phải trả lời tôi, ít ra cô cũng phải cho tôi biết những cử chỉ kỳ quặc ấy. Mai Hương vẫn lặng thinh, Lê Phong liền đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nhìn tận mặt cô ta, tỏ ra rất quyết liệt. "Cô Mai Hương, lúc này là lúc cô phải nói, cô phải nói rõ, chứ mơ hồ như thế không được nữa, thế nào, sao không trả lời tôi?" "Thì thì tôi xin nói với ông rằng, nhưng tôi không thể nghe cô được, những chứng cứ buộc tội cô dành dành ra đấy." Lúc đó vẻ mặt người thiếu nữ hơi đổi khác Có lẽ là bực tức Có lẽ là sợ hãi Nhưng cô dịu lại ngay Trông Lê Phong bằng cặp mắt đau đớn Nửa như van lơn Nửa như oán trách Rồi cô nhẹ nhàng nói Ông thực là người ác nghiệt quá Tôi tưởng ông hiểu cho Tôi tưởng đến đây liệu chiều cầu cứu với ông Cô cầu cứu tôi mà lại lạ lùng như thế Xin ông bình tĩnh lại Có những điều cần yếu Tôi coi trọng hơn mọi sự cần yếu ở đời Hơn cái tính mệnh tôi nữa Tính mệnh của tôi lúc này nguy hiểm lắm Tôi biết thế lắm Trời ơi Ông không thể tưởng tượng được cái khổ của một người con gái bị săn đuổi ư Giọng của cô mỗi lúc tha thiết hơn Mỗi lúc bổ thêm chân thực Hai tay cô run lên theo lời nói cảm động Rồi như cô sực nhớ tới một điều Mặt cô bỗng tái xanh Mắt nhìn lê phong Luôn luôn ngơ ngác như người hoảng hốt Cô vừa thở vừa nói tiếp Vâng có nhiều kẻ săn đuổi tôi Có những người thề giết tôi cái chết ghê gớm cái chết vô hình lúc nào cũng ở cạnh tôi thưa ông vâng hay là tôi không dám giấu ông nữa tôi nói ra tuy chưa chắc ông đã tin ngay việc khủng khiếp của tôi tuy biết rằng có lẽ tôi nói xong chắc có khỏi bị hại ngay tức khắc không bị hại ngay tức khắc ở đây ư vâng vì lường sao được bọn quỷ quyệt kia lê phong thấy câu chuyện càng thân lại hỏi dồn ồ ra thế việc của cô gây gớm đến thế ư mai hương gật đầu nói sẽ Vâng, vâng Kể thực tôi làm việc huyền diệu quỷ thần Nhưng dẫu nguy hiểm Tôi không xin nói ngay Vâng, nói ngay bây giờ Tôi muốn xảy ra chuyện gì thì xảy nhưng Cô ta hơi lưỡng lự trong giọng quả quyết Nhưng hai xin ông để sau này tôi hãy nói Lê Phong mà sắt lại hai tay ấn chặt xuống bàn Không, tôi thề với cô rằng cô sẽ không việc gì Cô nói đi Nói mau, nếu bọn kia chạm đến một sợi tóc của cô thì... Người thiếu nữ hết sức nén sự cảm động Nhắm mắt lại thở dài một tiếng Rồi ra vẻ quả quyết cô bắt đầu nói Trong vụ ám sát Trần Thế Đoàn Và trong các việc mưu sát hiện đang ngấm ngầm Người đáng sợ hơn hết Khôn ngoan hơn hết là người tôi biết rõ tên tuổi Nhà cửa mà người ấy chính là Bỗng nhiên người thiếu nữ ngừng lại Đứng phát lên mắt trợn trừng mở rất lớn Trong ngót nửa phút Mặt cô ta là hình ảnh của một sự kinh hoàng Không thể tả được Môi hé run bẩn bật Hai tay biếu một cách tuyệt vọng lên thành bàn cô mai hương cô sao vậy mai hương chưa thể trả lời được chỉ cứ thế trông ra phía trước cửa sổ trước mặt mãi sau mới lẩm bẩm trời ơi trời ơi sao cái gì chúng nó nghe rõ cả rồi chúng sắp giết tôi rồi mà ai chúng nó bọn kẻ thù trời ơi tôi vừa thấy bóng người hiện ra nhưng ở đâu ở cửa sổ kia một bóng người nhô lên trời ơi Lê Phong ngoắt quay lại Cửa sổ kính vẫn đóng Trên nền ren căng Ánh nắng in hình mấy chiếc lá cao cao Đâu có ai đâu Lê Phong toan nhảy ra mở cửa xem Nhưng nhìn lại thấy một thiếu nữ mắt lờ đờ Mà xám xanh đang lào đảo trực ngã Anh vội chạy đến bên đỡ Thì vừa lúc cô giao người xuống ghế Thân ngả lên tay anh và hai mắt ngắm nghiền Cô Mai Hương Cô Mai Hương Lê Phong cuốn quýt lên Trông trước trông sau rồi lại nhìn vào nét mặt im lặng của người thiếu nữ Cô Mai Hương Nhưng cô ta vẫn im bặt Không đáp toàn thân rũ xuống Yên tĩnh phó cho hai tay trai chở của người thiếu niên Lần đầu tiên Lê Phong thấy các cảm giác rất êm đềm Đầm ấm đượm vào tận tâm hồn Anh trông xuống con người yếu điệu mà kỳ dị ấy Con người có bao nhiêu điều bí mật vây bọc quanh mình Thì tự thấy có một sức mạnh lạ tường ở người anh bỗng bột lên Anh coi mình như một vị thần hộ mệnh có dư can đảm Có dư lòng nghĩa hiệp để bảo vệ người thiếu nữ Nhe vòng say sưa hít thở cái hương phảng phất đợi bên mình, say rẽ ôm chặt lấy Mai Hương, ghé đầu xuống gần mặt cô và êm ái hỏi: "Mai Hương, Mai Hương, em là ai mà khó hiểu thế?" Người thiếu nữ lúc ấy chỉ có một bực nhăn sắc dịu dàng, yếu đuối ẩn náu trong sự bao dung của Lê Phong. Hơn nửa phút đồng hồ, anh vẫn đỡ cô trong tay, đợi cho cái vẻ kinh sợ trên mặt kia biến dần và đợi cho hơi thở của cô điều hòa lại. Khi anh thấy đôi gò má đã phơn phớt có sắc đỏ, anh mới nhẹ nhàng bế cô lên Lấy chân kéo nhích cái ghế bành lớn lại gần Rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống Anh quỳ một gối lên ghế Cánh tay phải nâng dưới đầu người thiếu nữ lúc đó vẫn chưa tỉnh Tay trái vẫn giữ lấy năm ngón tay lạnh giá của cô Lê Phong yên lặng Ngắm cặp môi thanh trên nét mặt đăm đăm ấy Cặp môi tươi tắn Nét cong uốn rất tinh xảo Và hình như bao nhiêu duyên, bao nhiêu tình tứ Bao nhiêu ân áo đều thâu góp lại Để khi hát nở thành một nụ cười say xưa Đôi mắt cô vẫn ngắm nghiền, nhưng vẻ mặt mỗi lúc thêm một bình tĩnh, Lê Phong lẩm bẩm nói: "Không hề gì, cơn lo sợ đã qua, cô sắp hồi tỉnh, Mai Hương tỉnh lại sẽ nói, sẽ kể rõ cho tôi các điều bí mật, tôi sẽ tìm hết cách để giúp cô để săn đuổi bọn gian ác vẫn ngấm ngầm hại cô. Không, chúng nó sẽ không thể thi hành được mưu kế nào mà không có tôi ngăn trở. Mai Hương sẽ không giấu tôi nữa, sẽ nói thật rõ nói hết, có phải không Mai Hương?" mai hương lúc nào cần đến tôi cũng đã thấy tôi ở sẵn bên cạnh tiếng nói của anh rất nhỏ nửa như mình tự bảo vệ mình nửa như nói cho người thiếu nữ nghe giọng anh cảm động dần dần thấp xuống và ân ái như những lời khuyên nhủ rõ dành một tiếng thở nhẹ và dài của mai hương khiến anh ngừng lại lê phong nhìn xuống thì đôi mắt mai hương đã mở trông thẳng vào mặt anh như ngạc nhiên rồi như trách móc nhưng lê phong thoáng thấy vẻ sung sướng tin cẩn ở trong anh vẫn cầm tay cô và vẫn để cho đầu cô ngả lên vai mình Toàn nói mấy câu ân cần Bốn người thiếu nữ cho mày hai mắt long lanh lo ngại cô xe sẽ, sẽ kéo tay về và ngồi thẳng dậy sững sùng nhìn lê phong rồi lại sững sùng trông đi cô mai hương những người thiếu nữ đã đứng lên yên lặng đến bên bàn cầm lấy cái ví đầm sửa qua lại mái tóc xem qua đồng hồ tay rồi yên lặng bước ra cửa cô mai hương cô đi đâu bây giờ người thiếu nữ quay đầu lại nhưng vẫn không đáp anh phải hỏi lên lần nữa cô mới xe sẽ, sẽ đáp thưa ông tôi ra nhưng... Vâng, tôi phải đi, không thể ở đây được Nhưng sau câu chuyện kỳ quái vừa rồi Câu chuyện nào, thưa ông? Thì cô vừa cho tôi biết rằng Cô đừng bị kẻ mưu hại Người thiếu nữ lạnh lùng đáp Không, không có chuyện gì hết Vừa rồi tôi nói lầm đấy, xin ông quên chuyện ấy đi Lê Phong cảm lấy làm lạ hơn Ừ hay, chả nhẽ mà Cô không nhớ rằng Chính cô vừa đây đã sợ hãi ngất người đi ư Không, có thế nào cô cứ cho tôi biết Tôi không thể để cô ra một mình được Nhiều việc ly kỳ như thế mà sao cô lại giấu tôi Mai Hương ra vẻ ngẫm nghĩ Một lát cô nhạt nhẽo mỉm cười Tôi không giấu ông chi hết Câu chuyện lúc nãy xin ông cứ tưởng như tôi không nói Cũng xin ông đừng để ý đến tôi nữa Tôi... Không tôi phải đi khỏi đây ngay bây giờ Lê Phong nhảy ra giữ lấy nắm cửa Không Không thể được Cô phải ở đây Kẻ thù cô giàu có quỷ quyệt đến đâu Tôi cũng không thể để yên cho chúng nó Thì Mai Hương ra ý bất mãn Cô nhìn Lê Phong say sẽ, sẽ nói Xin ông để tôi ra Xin ông vì bao nhiêu sự thống khổ của tôi Để tôi ra ngay Ra khỏi đây ngay bây giờ Đôi mắt cô ta thiết van lơn Nét mặt lộ ra những nỗi đau khổ Cảm động không biết chừng nào Lê Phong thì không biết nên xử trí ra sao Không tưởng hết sự nhất quyết ngăn cản cô Lúc cô gạt cái tay giữ nắm cửa Rồi mở cửa bước ra Anh cũng để yên Mãi lúc cô bắt đầu bước xuống cầu thang Anh mới vội vàng chạy xuống Cô Mai Hương Anh theo liền sau lưng cô ta Thiếu chút nữa thể giữ lấy vai cô không cho xuống nữa Cô Mai Hương Nếu cô không nói rõ đầu đuôi việc này Thì tôi thề rằng Mai Hương lại quay lại Nhìn Lê Phong một cách khổ sở tuyệt vọng Đôi mắt năn nỉ lóng lánh như trực khóc Cô ở lại đi Cô nên nói rõ cho tôi biết đã Người thiếu nữ chỉ đáp Xin ông để tôi ra Và khi thấy người thiếu niên vẫn chưa chịu nghe Cô lại nói Tôi van ông Rồi thoăn thoát chạy xuống Bên ngoài chiếc xe hơi Nova Sport vẫn đợi Cô ta chạy ra mở buồng máy trông qua Rồi đưa mắt nhìn quanh quất đây đó một vòng Không thấy gì khả nghi Cô mới nhảy lên xe Rồi cho chạy ngay Không để ý đến Lê Phong đang nhìn theo Ở trước cổng tòa báo Mai Hương à Cái tên của em đẹp biết chừng nào ấn ái biết chừng nào nhan sắc em dịu dàng biết chừng nào em là một người để cho người ta yêu quý để cho người ta nâng niu một người chỉ để hưởng những hạnh phúc trong trẻo nhất đời thế mà sao đời em lại lạnh lùng đến thế lòng em lại khó hiểu đến thế hỡi mai hương các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề người phải chết của tác giả thiên lữ giữa dòng đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại